chương 1, thiên nhất bang đất bằng dậy sóng tu la viện mãn địa huyết lưu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Với địa hình hiểm trở, lưng tựa vào vách núi cao sừng sững, phía bên tả là một dòng sông nước cuồn cuộn chảy, phía bên hữu là một khu rừng ẩn tàng những thế trận kỳ môn. Mặt chính diện luôn có người canh gác bố phòng. Lời giang hồ đồn đại, cho rằng thiên nhất trang là nơi bất khả xâm phạm quả không sai không hoa. Điều này dễ dàng chứng minh khi bất ngờ có một người chạy loạn choạng trên lối đi được giải sỏi dẫn vào thiên nhất trang. Thịch, thịch, sự xuất hiện đột ngột của một bóng người nếu có làm kích động bọn thuộc hạ thiên nhất trang đang có phận sự tuần phòng, thì những bước chân loạn choạng của bóng người khiến bọn chúng nghi ngờ. Từ nơi Mai Phục, một tên thuộc hạ thiên nhất trang lẩm bẩm, bước chân di chuyển quá nặng nề, người đang chạy đến nhất định không phải là hạng cao thủ, nếu không muốn nói y có võ công quá kém. Một tên khác ậm ừ, y phục của y quá nhàu nát, y lại loạn choạng ngả nghiêng, đích thị y đã quá kiệt lực vì không chịu nổi những đói khát, nhất là dưới cái nắng như thế này. Lời này vừa dứt liền có thanh âm khác vang lên, cảnh tình cả hai hai ngươi chớ suy bụng ta ra bụng người. Nhân vật đang chạy đến nếu không phải đang mang nội thương trầm trọng, dù có thêm hai ngươi hợp lực, bản lãnh một tổng quản như ta vẫn không phải là đối thủ. Hai tên thì thâm, sau khi nghe xong liền tỏ ý kinh ngạc, điền tổng quản sao biết y đang mang nội thương. Thanh âm kia đáp và lời đáp dĩ nhiên vẫn vang lên từ chỗ mai phục, do chưa đến lúc xuất đầu lộ diện, mục lực hai ngươi còn kém, đâu thể nhìn thấy những gì như ta đã nhìn mà này, hai người vẫn cứ tạm thời án binh bất động. Chờ xem thái độ của nhân vật đó ra sao, tự ta sẽ có cách ứng phó. Hãy yên lặng nào, thịt, thịt, tuy vẫn bước đi bằng những bước chân loạn trọng nhưng sau cùng người không được mời mà đến vẫn bước đến đủ gần để bắt đầu bật lên những tiếng gào, đại ca. Là đệ đây, hãy mau cho người tiếp cứu đệ từ chỗ mai phục điền tổng quản buộc phải lên tiếng đến thiên nhất trang gây náo động cho hỏi tôn giá là ai và ai ở thiên nhất trang vừa được tôn giá gọi là đại ca nhân vật nọ vẫn tiếp tục di chuyển bằng những bước chân loạng choạng dường như có phần khẩn trương hơn miệng lại gào điền trung có phải là điền trung không ta đây là ta tôn nhất bình đây vút từ chỗ ẩn, điền trung, tổng quản thiên nhất trang, khẽ lạng người và xuất đầu lộ diện. Nhìn chằm chằm vào nhân vật tự xưng là tôn nhất bình, điền trung khẽ cau mặt. Tôn giá là tôn nhất bình, sư đệ của trang chủ tệ trang trước kia đã bị trục xuất. Diện mạo của tôn giá sao lại thay đổi như thế này? Điền mộ cũng không thể nhận ra. Cùng với sự xuất hiện của Điền Trung, hai gã thuộc Hà Thiên Nhất Trang khi nãy cũng lần lượt xuất hiện không quan tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của hai gã thuộc hạ trước một diện mạo kỳ quái của nhân vật vừa tự xưng là Tôn Nhất Bình, Điền Trung càng thêm trao mày nhìn hai gã nọ. Hai ngươi sao dám tùy tiện xuất hiện? Sự khinh suất của hai ngươi, nếu đến tay trang chủ, hậu quả sẽ như thế nào hai ngươi có biết hay không? Hai gã nọ dùng mình hoảng sợ, vội lùi lại. Trong khi đó Tôn Nhất Bình bỗng kêu lên, không lẽ ngươi không nhận ra ta là Tôn Nhất Bình thật sao? nếu đại ca ta biết được chuyện này, Điền Trung chính ngươi phải lãnh hậu quả. Điền Trung xạ ánh mắt nhìn ngay vào một bên mặt của Tôn Nhất Bình vốn đang có năm chấm sẹo hình thù như một đóa mai hoa, làm cho diện mạo trở nên kỳ quái. Cho dù tôn giá có thật sự là tôn nhất bình đi nữa, thì lượng thứ, nếu chưa có lệnh của trang chủ, điền mỗ cũng phải thi hành đúng chức trách của bản thân, ngăn cản bất cứ ai có ý đồ xâm nhập vào tệ trang tôn nhất bình thêm phẫn nộ, dẫu sao ta vẫn là sư đệ của trang chủ thiên nhất trang, ngươi. Quẹ, câu quát tháo của tôn nhất bình phải đột ngột chấm dứt bằng một tiếng học lên với một búng huyết bị thổ ra. Điền Trung vẫn điềm nhiên, nhìn tôn nhất bình đang lắc lư thắc mắc là dấu hiệu của người sắp khuỵu xuống và kiệt lực. Đã thế Điền Trung còn rõng rạc, nói rõ từng tiếng. Mười năm trước lúc trang chủ có lệnh trục xuất tôn giá ra khỏi tệ trang điền mỗ vẫn còn nhớ rõ nghiêm lệnh của trang chủ. Ai khác thì được, riêng tôn giá, đến nửa bước cũng không cho đặt chân vào thiên nhất trang. Hy vọng tôn giá hiểu cho và lượng thứ. Bằng những cố gắng tột cùng, tôn nhất bình lập tức đứng thẳng người, không cho thân hình phải khuỵu xuống như đáng lý phải vậy nếu Điền Trung ngươi nhớ rõ từng lời nói của trang chủ đến vậy, ắt ngươi cũng nhớ những lời nói sau cùng của ta trước lúc ly khai thiên nhất trang. Điền Trung giật mình, tôn giá đã có cách biện minh, bản thân tôn giá không phải là hung thủ hãm hại lão trang chủ. Tôn Nhất Bình nhách môi cười lạt, ngay từ đầu ta đã khăng khăng chối bỏ lời buộc tội, nhưng trang chủ của các ngươi nhất quyết cho ta là một nghịch đồ, có hành vi khi sư diệt tổ. Lần này ta quay lại, ta tin chắc mọi chân tướng sẽ được phơi bày, trả lại sự trong sạch cho Tôn Nhất Bình ta." Điền Trung trầm giọng với thái độ thật dè dặt, "Kẻ nào hãm hại lão trang chủ?" Sắc mặt của Tôn Nhất Bình vụt thay đổi, biểu lộ sự đau đớn có lẽ do vết nội thương đang mang trong người hoành hành, "Hãy mau. Mau đưa ta đến gặp trang chủ, nếu không e e muộn mất." Điền Trung sau một thoáng đắn đo, bỗng ném cho Tôn Nhất Bình một hoàn linh đan, điễn mỗ chưa thể đưa tôn giá vào nếu chưa có lệnh của trang chủ. Hoàn linh đan này có thể giúp tôn giá duy trì thêm ít lâu. Chờ khi Tôn Nhất Bình nuốt xong hoàn linh đan, Điền Trung bỗng gọi, Hà Tam. Một trong hai gã thuộc hạ khi nãy bước ra. Điền Tổng Quản có thể yên tâm vào thỉnh ý trang chủ. Mọi việc ở ngoài này, thuộc hạ tự liệu có thể đảm trách nhưng lệnh của điền trung hoàn toàn ngược lại không phải ta mà chính là ngươi phải vào bẩm báo với trang chủ đi đi những gì ngươi đã nghe thấy nhất định đều phải thuật lại để trang chủ dễ bề định liệu hà tam bỏ đi trong tiếng cười khẩy của tôn nhất bình ngươi vẫn luôn là một tổng quản tốt như ta đã từng biết khá lắm điền trung ung dung giữ nguyên khoảng cách an toàn với tôn nhất bình thiên nhất trang chưa một lần đối xử tệ với điền mỗ việc điền mỗ phải tận trung là điều đương nhiên tôn nhất bình xạ mắt nhìn chằm chằm điền trung nói như ngươi giả sử thiên nhất trang đối đãi không tốt với ngươi điền trung bật cao giọng đó chỉ là cách nói của mỗ kẻ võ biền hoàn toàn không bao hàm ẩn ý như tôn giá đang nghĩ tôn giá đang mang thương thế trầm trọng cần được nghỉ ngơi sao không lúc này lo điều nguyên dưỡng thần cần gì phải bắt bẻ từng câu chữ của Điền Mỗ với một dụng ý nào đó. Tôn Nhất Bình thu ánh mắt về và buông tiếng thở dài, người nói đúng lắm. Chỉ tiếc rằng, dù ta có muốn dưỡng thần đi nữa vị tất đã có đủ thời gian. Điền Trung động tâm, buột miệng hỏi, tại sao? Cùng một lúc với Điền Trung, thanh âm của một câu hỏi tương tự cũng bất ngờ vang lên từ khu rừng có ẩn tàng kỳ môn trận thế, không sai tại sao ngươi bảo ngươi không có đủ thời gian nghe thanh âm này tôn nhất bình bị chấn động phải buông người té khuỵu xuống đại ca đến rồi ư đệ đệ vút ngay khi tôn nhất bình khuỵu xuống một nhân vật có tướng mạo uy nghi phù hợp với niên kỷ trạc tứ tuần lập tức xuất hiện ngay bên cạnh vừa đưa tay đỡ lấy tôn nhất bình nhân vật nọ vừa cất giọng ôn nhu hỏi kẻ nào đả thương ngươi Nghe nói, ngươi cũng đã tìm ra kẻ đã hãm hại sư phụ khiến ngươi phải chịu hàm hoan suốt 10 năm qua. Sự thật là thế nào? Thái độ của nhân vật này tuy bề ngoài tỏ ra ân cần, nhưng thật ra vẫn có phần dè dặt với họ tôn. Hiểu rõ điều đó, tôn nhất bình cố tự đứng lên, như không muốn đón nhận sự thương hại của nhân vật được y gọi là đại ca, lúc sư phụ chết, toàn bộ kinh mạch đều bị tổn thương đại ca nghĩ như thế nào nếu biết được đó là do thần công tiệt thế của tu la viện gây ra nhân vật nọ đang đưa tay đỡ tôn nhất bình đứng dậy cho dù họ tôn không hề muốn nghe họ tôn nói thế bỗng rụt tay về là tu la viện không thể nào điền trung đứng cạnh đó cũng kinh nghi nhất định không phải là do tu la viện không còn người đón đỡ tôn nhất bình do chân lực không còn lẽ đương nhiên phải khuỵu xuống vừa bực tức vì không được ai tin vừa phẫn nộ vì bị té ra ngoài ý muốn tôn nhất bình bật xít lên sao đại ca không chịu tin đệ đại ca hãy nhìn lại diện mạo của đệ xem chẳng phải một bên mặt của đệ đã bị tu la mai hoa ấn của tu la viện viện chủ phá hủy sao còn nữa kinh mạch của đệ cũng là do tu la ọe một lần nữa lời nói của tôn nhất bình phải đột ngột chấm dứt do bị một búng huyết bất ngờ dâng lên và trào ra ngoài cửa miệng là đại ca của Tôn Nhất Bình, 10 phần đủ 10 nhân vật mới xuất hiện chính là trang chủ đương nhiệm của Thiên Nhất Trang. Do đó, thân thủ của nhân vật này đương nhiên là vừa nhanh nhẹn vừa rất chuẩn xác. Chộp thật nhanh vào uyển mạch của Tôn Nhất Bình, nhân vật nọ sau khi xem qua mạch tượng của họ Tôn đột nhiên căm phẫn kêu lên, quả nhiên đây là hiện trạng sư phụ đã từng bị. Người nói xem, phải chăng chính là viện chủ Tu La viện đã hạ thủ ngươi? tuy còn muốn hỏi nữa và hỏi cho thật rõ nhưng do nhìn thấy Tôn Nhất Bình đã hôn mê trầm trọng nhân vật nọ đành phải ngừng lời. Phát hiện nhân vật nọ như có ý định là sẽ đưa Tôn Nhất Bình vào trong để trị thương. Điền Trung bước vội đến, trang chủ. Giữa tu la viện và bổn trang. Xua tay ngăn lại, trang chủ thiên nhất trang trầm giọng bổn trang chủ nào phải hạng người cả tin. Tuy nhiên, y đã như thế này, nếu muốn minh bạch hư thực, trước hết bổn trang chủ cần phải giúp y trị thương. Điền Trung bước lùi lại và khẽ khom người, "Đã vậy, thuộc hạ nào dám lắm lời. Chỉ mong trang chủ đừng bao giờ khinh suất." Trang chủ Thiên Nhất trang gật đầu, bổn trang chủ thừa hiểu mối ưu tư của Điền tổng quản, "Ta sẽ cẩn thận." đưa mắt nhìn theo vị trang chủ đang đưa tôn nhất bình vào trong điền tổng quản cố hỏi thêm một câu trang chủ có cần thuộc hạ đi theo để giám sát câu hỏi của điền trung lập tức bị thanh âm ném lại của vị trang chủ cắt ngang không cần đâu vả lại nơi bổn trang chủ định đưa y đến điền tổng quản có muốn vào cũng không được điền trung thở dài lẩm bẩm họa từ tâm họa mà ra mật thất của thiên nhất trang dù có là trọng địa nhưng đâu thể ngăn được mối họa từ tâm phúc ô không ô không thể chịu nổi sự im lặng kéo dài khá lâu sau tiếng thở dài của điền trung gã thiếu niên ngồi bên cạnh chợt lên tiếng thúc hối sau đó điều gì đã xảy ra bà bá sắc mặt lộ vẻ phẫn uất điền trung rít qua kẽ răng cứng nghiến chặt tiếp đó là đến lượt trang chủ thiên nhất trang phải chết một cách bất minh gã thiếu niên giật mình đại sư bá đã chết phải chăng hạ thủ chính là nhị sư bá tôn nhất bình hàm bệnh ra điền trung nói với khóe môi dần dật lúc đó vì ta không đi theo chân trang chủ nên mọi việc diễn biến ra sao ta không thể biết tường tận tuy nhiên ta vẫn ngờ chính là tôn nhất bình đã hãm hại trang chủ gã thiểu niên cau mày không có bằng cớ sao bà bá điền trung thoáng ngơ ngẩn sau đó mới lắc đầu cũng có thể có nhưng một là ta không thể lưu lại thiên nhất trang ngay khi được tin trang chủ tạ thế hai là tôn nhất bình đã khéo léo che đậy hành vi nên lúc này nào có ai dám tin vào lời nói của ta gã thiếu niên nghi ngờ sao bá bá lại tự ý ly khai thiên nhất trang là tổng quản đáng lý bá bá phải lưu lại và giúp cho mọi người tìm ra nguyên ủy dẫn đến cái chết của đại sư bá mới đúng Điền Trung cười lạt, sau này ta có lén tìm gặp những thuộc hạ thân tín của bổn trang, họ cũng hỏi ta như ngươi vừa hỏi. Và câu đáp của ta trước sau chỉ có một, nếu ta không kịp ly khai, tức là không kịp đến Tu La Viện để đưa ngươi đi, thử hỏi, khi Tu La Viện bị Tôn Nhất Bình đưa toàn bộ thiên nhất trang đến hủy diệt. Liệu có buông tha cho ngươi không? Hay để chảm thảo trừ căn, Tôn Nhất Bình phải giết ngươi, khiến họ văn hoàn toàn tuyệt tự? gã thiếu lại giật mình tu la viện của gia mẫu đã bị tiêu diệt đó chính là nguyên nhân khiến năm năm qua bá bá cố trì hoãn không hề đưa tiểu diệt quay lại tu la viện điền trung gật đầu không sai nếu không phải ngươi cứ bức bách ta buộc ta phải đưa ngươi về tu la viện những điều này thật ra vẫn chưa đến lúc thổ lộ cho ngươi biết gã thiếu niên động tâm vậy còn gia mẫu phải chăng cũng đã bị tôn nhất bình điền trung xua tay người yên tâm năm năm qua ta vẫn không ngớt dò tìm tung tích lệnh đường tuy chưa tìm thấy nhưng ta tin chắc lệnh đường hãy còn tại thế vì ngay khi tu la viện bị hủy diệt ta được tin không một ai tìm thấy thi thể lệnh đường gã thiếu niên lộ vẻ bồn chồn nếu gia mẫu còn sống và đã năm năm trôi qua không một lần xuất hiện phải chăng gia mẫu đã biết chết của nội tổ chính là do tu la viện gây ra như tôn nhất bình đã nói điền trung xua tay tôn nhất bình là hạng giảo hoạt lời của y tuyệt đối không đáng tin người thử nghĩ xem giữa thiên nhất trang và tu la viện đã có tình thông ra viện chủ tu la viện là ngoại tổ của ngươi lão trang chủ thiên nhất trang là nội tổ của ngươi song phương đâu có lý do gì để trở mặt thành thù theo ta tôn nhất bình khi nêu ra việc tu la viện có khả năng là hung thủ hãm hại lão trang chủ y muốn trang chủ đại sư bá ngươi vì phân tâm phải bất phòng để y dễ bề hạ thủ và y đã đạt được điều đó gã thiểu niên giận dữ đã biết như thế tại sao bá bá không hợp lực với mọi người trong trang vạch mặt tôn nhất bình điền trung thở dài người đừng quên những gì ta vừa nói y vốn là kẻ giảo hoạt biết cách che đậy những hành vi mờ ám nếu không phải thế tại sao năm năm qua y vẫn vững như bàn thạch nắm giữa cương vị trang chủ thiên nhất trang và được quần hùng các võ phái xưng tụng là võ lâm nhất hiệp phẫn hận gã thiếu niên nghiến răng rít lên thiên nhất trang là của họ văn gia phụ yểu mạng chẳng may mất sớm nhưng hãy còn văn quy nguyên tiểu diệt đây nhất định tiểu diệt phải bắt tôn nhất bình giao hoàn thiên nhất trang cho tiểu diệt không thể để y cứ mãi đắc ý điền trung gật đầu đó cũng là di ý của văn lão trang chủ đại sư bá của ngươi đã từng bộc lộ với ta chờ khi ngươi thực sự trưởng thành đại sư bá ngươi sẽ thoái vị giao thiên nhất trang cho ngươi chấp trưởng nhưng với tôn nhất bình ta e không dễ thực hiện điều này trừ phi ngươi thật sự có bản lĩnh đả bại y vừa là báo thù cho văn lão trang chủ vừa gạt bỏ mối hiểm nghi của quân hùng dành cho tu la viện văn quy nguyên thoáng lo ngại theo bá bá tiểu diệt nên làm gì Điền Trung nói thật quả quyết. Năm năm qua, vì ngươi mãi băn khoăn nên không được chuyên cần trong việc khổ luyện công phu, từ nay ngươi phải thay đổi tập tính đó. Văn Quy Nguyên có vẻ hối lỗi. Tiểu Diệt quyết sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bà bá, bá. Điền Trung mỉm cười, khá lắm. Còn đây là cơ hội dành cho ngươi, vẫn có câu. Hoàng Thiên bất phụ khổ nhân tâm. Ta hy vọng ngươi sẽ đắc kỳ sở nguyện. Văn Quy Nguyên háo hức, là cơ hội gì, bà bá? Điền Trung hạ thấp giọng. Ta được tin quần hùng đang lũ lượt tiến đến núi Võ Di, tương truyền đó là nơi diễn ra trận tử chiến cuối cùng giữa Ma Trung Tử và vô danh kỳ nhân trăm năm trước. Văn Quy Nguyên dễ dàng lĩnh hội ẩn ý của Điền Trung, phải chăng mọi người đến vì hy vọng sẽ phát hiện di học của vô danh kỳ nhân? Điền Trung đưa mắt xa xăm họ cũng đâu ngại tìm kiếm sở học một đời của ma trung tử ta nghĩ chỉ có người ác chứ không có loại võ công ác đây là điều ngươi không thể ngộ nhận một người có tâm địa xấu xa thì loại võ công nào trong tay họ cũng là phương tiện cho họ làm ác như tôn nhất bình nhị sư bá ngươi chẳng hạn văn quy nguyên gật đầu tiểu diệt hiểu rồi bá bá định lúc nào chúng ta lên đường Điền Trung bảo, để tránh hành tung không bị bại lộ ta và ngươi không thể đi chung đường. Người này đã 16, kể như sắp thành nhân, ta hy vọng ngươi có thừa bản lãnh, tự tìm đường đến võ di sơn an toàn. Chỉ cần ngươi ghi nhớ rõ hai điều đừng bao giờ phạm vào, thứ nhất, không để lộ thân phận cũng như lai lịch của ngươi cho bất kỳ ai. Thứ hai, nếu vạn bất đắc dĩ phải cùng người động thủ ngươi chỉ được dùng công phu võ học do ta truyền thụ không được để lộ tu la công phu văn quy nguyên hoang mang nhỡ tiểu diệt chạm phải cường địch thì sao không được vận dụng tu la công phu khác nào tiểu diệt cứ bó tay chịu chết nhìn văn quy nguyên bằng cái nhìn nghiêm khắc điền trung bảo bằng mọi giá ngươi phải nhẫn nhịn ngươi nên nhớ rằng chỉ cần biết ngươi là hậu nhân duy nhất của tu la viện lập tức mọi người sẽ xem ngươi là công địch võ lâm đến lúc đó ngươi có hối cũng quá muộn thấy văn quy nguyên đang quá khiếp hãi điền trung liền nhẹ giọng trấn an chỉ cần ngươi ghi nhớ rõ những lời ta dặn luôn nhẫn nhịn trong mọi tình huống nhất định sẽ không gặp chuyện hung hiểm thôi ngươi hãy mau thu xếp hành trang và lên đường ngay muộn lắm rồi tuy đã 16 nhưng dẫu sao Văn Quy Nguyên vẫn chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Do đó, Văn Quy Nguyên không thể tránh khỏi tâm trạng nôn nao lo sợ của người lần đầu tiên phải đơn thân độc lực dấn bước giang hồ. chương 2, Võ Di Sơn lôi cuốn quần hùng vì di học quần long hội tụ. Nghe chọn bộ tại mê audio.com lọc cọc lọc cọc tiếng vó cậu dồn dập vang lên từ phía sau như thúc hối những ai đang đi trên sơn đạo này hãy mau mau nhường bước lúc này trên lối sơn đạo dẫn đến võ di sơn đã chiều về nhưng vẫn có năm bảy người hiện diện họ cũng đang rảo bước hy vọng kịp tìm một chỗ chú chân trước khi trời tối họ vội nhưng những tiếng vó câu ở phía sau như càng vội hơn lọc cọc, lọc cọc, thanh âm của những tiếng vó câu cứ dập dồn vang lên, chứng tỏ chủ nhân của những thất tuấn mã kia vẫn ung dung ra roi dục ngựa. Không hề nghĩ đến việc trên sơn đạo nhỏ hẹp đang có người dấn bước. Hay nói đúng hơn những nhân vật đang dục tuấn mã chạy nhanh có lẽ đang có ý nghĩ dù trên sơn đạo đang có người dịch chuyển thì chỉ cần nghe tiếng vó ngựa từ xa những người này thế nào cũng phải nhường bước tránh đường, nếu họ không muốn bị những cước chân rắn chắc của những con tuấn mã dẫm phải. Căn cứ vào những tiếng vó câu dập dồn này, những nhân vật đang dẫn bước trên sơn đạo như thừa hiểu chỉ ý của bọn đang diễu động những thất tuấn mã. Một người trong bọn họ bỗng chép miệng. Đành rằng trên sơn đạo thường vắng người nhưng với lối phi ngựa nhanh như vậy, những tay kỵ mã này đúng là liều lĩnh quá, đã có người thứ nhất lên tiếng ắt phải có những lời tiếp theo của những nhân vật còn lại. Và người thứ hai lên tiếng này chính là người có niên kỳ thấp nhất trong những nam nhân đang dấn bước trên sơn đạo. Khuôn mặt tuấn tú của người này chợt đanh lại cùng với một câu nói hàm chứa sự bực tức, đại sư huynh nghĩ xem, có nên cho bọn này một bài học chăng? nhỡ chúng ta không phải là những người đã từng luyện võ hoặc chúng ta chỉ là những gã lộ hiệp bình thường lối phi ngựa của bọn chúng có khác nào hành vi của lũ mục hạ vô nhân người đi bên cạnh nhân vật lên tiếng đầu tiên tuy chưa phải là người cao niên nhất nhưng xem ra lại có công phu hàm dưỡng như người đã đứng tuổi người này ôn tồn bảo hoa sơn thất nghĩa chúng ta lần này đến võ di sơn là chấp nhận những cuộc đối đầu ngoài ý muốn do đó hứa ngũ sư đệ à nếu chưa đến lúc thật sự cần thiết tiểu huynh nghĩ có tránh được thì cứ tránh không việc gị phải tự mua họa vào thân nhân vật lên tiếng đầu tiên giờ lại nói nhị sư đệ nói rất phải ngũ sư đệ bất tất phải để tâm rồi sinh điều bất bình có câu nói tránh voi chẳng xấu mặt nào chúng ta cứ nhượng đường cho họ xem như không nhìn thấy và cũng không nghe thấy gì cả Lúc đó, tiếng vó ngựa đã vang đến thật gần. Người đứng hạng thứ hai trong bảy người đương diện liền trầm giọng hô lên, tất cả nhảy tránh về bên tả nào. Ngay sau tiếng hô hoán, cả bảy người bọn họ gồm năm nam hai nữ liền đồng loạt nhảy tránh qua một bên. Và lần lượt sáu thất tuấn mã lao vun vút qua, phả vào bọn hoa sơn thất nghĩa những luồng gió nóng hổi mang theo mùi vị hăng nồng của những con tuấn mã đang thấm đượm mồ hôi sau chặng đường dài tung vó đồng thời với những bóng ngựa lướt qua một câu nói mai mỉa cũng lọt vào tai hoa sơn thất nghĩa châu chậm uống nước đục hóa ra tệ phái vẫn không phải người chậm nhất nghe rõ câu này vị ngũ sư đệ họ hứa trong hoa sơn thất nghĩa càng thêm hậm hực lại là bọn côn luân đại sư huynh tiểu đệ không thể nhẫn nhịn được nữa rồi dứt lời bóng dáng của vị ngũ sư đệ lập tức lao bắn theo những thất tuấn mã vút Vị đại sư Huynh Động Dung vừa vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại, vừa gọi với theo Hứa Thanh. "Sao sư đệ vội manh động, không chờ lệnh của ta?" "Hãy đợi ta nào." Vút, vút, là sơn đạo đương nhiên lối đi không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Bọn Hoa Sơn thất nghĩa đuổi theo Hứa Thanh vừa lao qua một khúc ngoặt đã nhìn thấy điều mà họ có thể lường trước. Ở đó, cả sáu thất tuấn mã đều dừng lại và bên vệ đường cạnh chân thớt tuấn mã thứ hai là hình hài lấm đầy bụi đất của một gã thiếu niên gã đang dùng tay này đỡ vào khuỷu tay bên kia với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn điều đã xảy ra càng được giải thích rõ hơn nhờ vào tiếng gầm thét tức giận của hứa thanh đang vang lên suýt nữa bọn người đã sát hại người vô tội đây là võ di sơn đâu phải là côn luân sơn nếu bọn ngươi muốn nhắm mắt chạy bừa chỉ ít bọn ngươi phải đợi về côn luân đã. Đâu lại có thói mục hạ vô nhân, muốn hoành hành bá đạo như thế nào cũng được. Cả sáu nhân vật côn luân phái vẫn ung dung ngồi chễm chệ trên lưng những tuấn mã. Và một người trong họ bỗng lên tiếng nói với gã thiếu niên, may mà bọn ta kịp dừng ngựa. Tiểu tử kia, lần sau nếu có muốn chết hãy tìm một vách núi nào đó đâm đầu vào vó ngựa của bọn ta đâu thể phải dừng lại vì một kẻ vô dụng như ngươi. Gã thiếu niên nọ đến giờ vẫn còn khiếp hãi. Y lắp bắp mãi mới thốt nên lời nói, sơn đạo, sơn đạo vốn hẹp, nếu chư vị đại gia cứ dục ngựa nhanh như thế này, tiểu nhân, tiểu nhân dù có muốn tránh cũng không kịp. Người ngồi trên thất tuấn mã cạnh gã thiếu niên bật cười, được rồi. Người không việc gì kể ra cũng tốt bằng không, bọn ta lại mang tiếng sát hại người vô tội. Nói xong, người này liền thúc gót chân vào mình ngựa như muốn tiếp tục hành trình. Hứa thanh bật quát chậm đã. Các hạ nếu muốn bỏ đi chỉ ít cũng phải xem qua thương thế của tiểu huynh đệ kia. Người nọ khẽ xoay mình trên lưng ngựa, xạ ánh mắt giận dữ nhìn hứa thanh ta không đâm ngựa vào ngươi đúng không? Vậy hà tất ngươi phải đa sự lo việc không phải của ngươi. Hứa Thanh Lách người bước đến đưa tay đỡ gã thiếu niên kia đứng dậy, "Không phải Hứa Thanh ta đa sự, nhưng các hạ xem đây, khuỷu tay của vị tiểu huynh đệ này đã bị sai khớp. Hậu quả này phải chăng các hạ không có trách nhiệm?" Nhân vật nọ sầm nét mặt, "Lúc bị ngựa đâm vào, rõ ràng y vẫn bình yên vô sự, khuỷu tay bị sai khớp kia phải chăng là do ngươi gây ra, rồi cố tình vu họa cho bọn ta?" Hứa Thanh phẫn nộ là nam tử hán đại trượng phu sao các hạ không dám thừa nhận việc các hạ đã làm hay các hạ cho rằng hoa sơn thất nghĩa chỉ là những chữ hư danh muốn đổ tội như thế nào cũng được dường như đã phát hiện ra hoa sơn thất nghĩa đang có mặt đông đủ nhân vật nọ hừ lạnh có là hư danh hay không chờ một hai ngày nữa sẽ biết còn việc tiểu tử kia bị sai khớp tuy không phải do ta gây ra nhưng để chữa trị nào phải là khó trừ phi ngươi không biết cách để điều trị nên cố tình vu họa cho ta với ý đồ lén học thủ thuật của bổn phái nếu là vậy hừ xem đây dứt lời hữu thủ của người nọ chợt chớp động bật ra một thanh âm như tiếng gió rít véo phát hiện đó là ngọn trường tiên được đánh ra bằng thủ pháp khá lợi hại hứa thanh lập tức hoành tay định bạt kiếm bất ngờ có tiếng quát ngăn hứa thanh lòng vĩ tiên pháp này không có định ý ngũ sư đệ chớ vội động thủ như sợ hứa thanh vẫn quyết liệt ra chiêu người vừa bật lên tiếng quát còn nhanh chân lao đến gần và kịp thời giữ tay hứa thanh lại vút đúng với nhận định của tiếng quát kia ngọn trường tiên nọ do không bị lực đạo nào ngăn căn đã dễ dàng quật chúng vào khuỷu tay của gã thiếu niên nọ chát phần vì bất ngờ phần vì đau gã thiếu niên nọ phải kêu lên ôi chao trong hoa sơn thất nghĩa ngoài năm vị nam nhân còn có hai nữ nhân nữa cho đủ bảy hai vị nữ nhân này vì bất bình trước hành vi của nhân vật côn luân phái kia đã không chữa trị cho gã thiếu niên còn dùng trường tiên quật vào cả hai cùng lao đến không ngờ cửu vĩ tiên định hành các hạ thành danh chỉ nhờ vào việc hà hiếp người không có năng lực hoàn thủ bổn cô nương thật sự bất phục đỡ vù 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 ngọc thủ của hai nàng vừa loáng lên người đã từng ngăn cản hứa thanh liền hô hoán lục sư muội thất sư muội mau dừng tay đừng tiếp tục ngộ nhận nữa nghe thế cả hai tuy hoang mang nhưng vẫn phải dừng tay chính lúc đó nhân vật đã sử dụng tiên pháp bỗng buông ra chàng cười vẫn nghe hà lão nhị là túi không của hoa sơn thất nghĩa này mới biết là lời đồn đó không hề sai thế nào bọn ta đi được rồi chứ Ha, ha tuy không chịu nồi chàng cười đầy ngạo mạn của cửu vĩ tiên định hành, nhưng người vừa ngăn cản hai nữ nhân kia cũng phải lên tiếng. Cũng vậy, tiên pháp của địch hành huynh quả là danh bất hư truyền. Chuyện hôm nay có thể tạm dừng lại. Chư vị muốn đi, xin cứ tùy tiện. Hà mỗ không tiện tiễn chân cô phần đắc ý trước lời nói nhân nhượng của họ hà, cả sáu thất tuấn mã đều bỏ đi và lưu lại sáu chàng cười vang lồng lộng ha 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 không cần nói cũng đủ biết bảy người hoa sơn thất nghĩa phái phẫn uất như thế nào trước thái độ quá khinh miệt của bọn côn luân phái tuy nhiên một lần nữa vị họ hà chợt lên tiếng dẫu sao chúng ta vẫn phải nhân nhượng họ vì xét cho cùng nếu không có chúng ta ra mặt đâu dễ gì gã họ địch kia chịu dùng tiên pháp chữa trị khuỷu tay bị sai khớp của vị tiểu huynh đệ này hứa thanh kinh ngạc nhìn gã thiếu niên kia giờ không còn dùng tay ngồi đỡ vào khuỷu tay kia nữa y đã dùng tiên pháp để nắn lại khớp xương thật sao ái chà công phu quá lợi hại cũng kinh ngạc như vậy người có niên kỷ nhỏ nhất trong hai nữ lang kia vội chạy đến gã thiếu niên nhân huynh thử cử động cánh tay xem nào liệu đã ổn thật sự chưa nghe thế gã thiếu niên vừa bối rối vừa thử cử động cánh tay Phát hiện những cử động của gã đều dễ dàng, vị sư huynh chợt trầm giọng. Dùng tiên pháp và biết ước lượng một lực đạo vừa phải xem ra Cửu Vĩ Tiên Định Hành không hổ danh là đại đệ tử của Côn Luân phái. Dường như y đã học hết chân truyền của trưởng môn phái Côn Luân, bọn ta tuyệt nhiên không thể xem thường y, vị họ Hà gật đầu, do đệ đã nhận ra điều này nên không muốn cùng họ động thủ quá sớm chúng ta càng tỏ ra nhân nhượng thì vì cao ngạo họ càng xem nhẹ chúng ta chỉ đến lúc cần thiết chúng ta mới cho họ nếm mùi lợi hại hứa thanh như đã hiểu ẩn ý của nhị sư huynh nên kêu lên tiểu đệ hiểu rồi hay lắm chờ khi tìm thấy di học của ma trung tử và vô danh kỳ nhân nhất định tiểu đệ sẽ cho bọn côn luân phái biết sự lợi hại của hoa sơn thất nghĩa câu nói của hứa thanh không hiểu sao làm cho gã thiếu niên nọ phải giật mình phát hiện điều đó vị nhị sư họ hà chợt hỏi tiểu huynh đệ sao lại giật mình phải chăng tiểu huynh đệ đã từng nghe nói đến danh xưng ma trung tử gã thiếu niên nọ bối rối đưa mắt nhìn lần lượt bọn hoa sơn thất nghĩa những ngày qua có rất nhiều người tìm đến đây hóa ra chư vị đệu muốn tìm di hóc của ma trung tử vị họ hà động tâm đúng vậy phải chăng tiểu huynh đệ cũng có ý này? Gã thiếu niên càng bối rối hơn, đó là di ý của tiên mẫu. Thật ra, tiểu nhân không hiểu tìm để làm gì. Và lại, đã ba năm rồi kiếm tìm, tiểu nhân nào thấy có di học gì ở đây, ba năm. Tiểu huynh đệ đã tìm những ba năm. Cho hỏi, lệnh đường thuở sinh thời có danh xưng như thế nào? Vì sao tiểu huynh đệ phải tìm di học của ma trung tử và vô danh kỳ nhân? gã thiếu niên lắc đầu tiên mẫu chưa lần nào đề cập đến tính danh còn việc tìm kiếm kia như tiên mẫu bảo là để báo thù cho tiên phụ vị họ hà càng lúc càng kinh ngạc lệnh tiên tôn là ai có mối thù gì với ai gã thiếu niên lại lắc đầu tiên mẫu cũng không hề đề cập đến danh tính của tiên phụ những gì đại gia vừa hỏi chính tiểu nhân cũng đang muốn biết nhìn gã thiếu niên bằng ánh mắt dò xét vị họ hà trầm giọng đừng gọi ta là đại gia ta họ hà tên thiên lượng cứ gọi ta là hà huynh hay hà lão nhị cũng được còn tiểu huynh đệ cao danh quý tính là gã thiếu niên vẫn cứ lắc đầu đến danh tính của gia phụ tiểu nhân còn chưa biết đâu thể biết đại tánh của tiểu nhân là gì tiểu nhân chỉ nghe tiên mẫu gọi là tiểu bất thông không hiểu đó là do tiểu nhân ngu muội tìm mãi vẫn không thấy di học của ma trung tử nên bị gọi là bất thông hay đó là tên thật sự của tiểu nhân tiểu nhân không biết hà thiên lượng gật đầu ta tin lời nói thành thực của tiểu huynh đệ bây giờ điều ta muốn biết là trước khi tiểu huynh đệ đi đến đây tiểu huynh đệ và lệnh đường thực sự đã lưu ngụ ở đâu tiểu bất thông cười ngây ngô trước khi đến đây ư như tiểu nhân nhớ tiên mẫu thường đưa tiểu nhân đi khắp nơi khó có thể biết đâu là nơi lưu ngụ đích thực hà thiên lự ong cau mày không có nơi lưu ngụ nhất định ư ừ, còn ở đây thì sao tiểu bất thông mỉm cười lúc đến đây tiên mẫu vẫn không có nơi lưu ngụ nhất định nhưng lúc tiên mẫu quá vãng tiểu nhân vì không muốn rời xa nên đã lấy động khẩu nơi an táng tiên mẫu làm nơi lưu ngụ chợt đưa tay chỉ về bên tả nơi mơ hồ có một lối đi tiểu bất thông đột nhiên hỏi đêm cũng đã đến chư vị thì chưa có chỗ nghỉ chân nếu chư vị không ngại sao không cùng đến nơi ở của tiểu nhân đưa mắt nhìn quanh quẫn và khi biết lúc này thật khó tìm nơi nghỉ chân như tiểu bất thông vừa nói hà thiên lượng gật đầu đã vậy nếu tiểu huynh đệ không ngại việc bọn ta đến sẽ khuấy phá nơi yên nghỉ của lệnh đường bọn ta đành quấy quá một đêm hớn hở, tiểu bất thông bảo. Chư vị đã là ân nhân của tiểu bất thông, đừng nói là một đêm, dù có lâu hơn nữa cũng không sao. Tiểu nhân xin đi trước dẫn đường. Chậm rãi đi theo tiểu bất thông tuy không ai nói ra, nhưng nhất nhất bọn hoa sơn thất nghĩa đều có những bước chân dè dặt như sẵn sàng đối phó nếu đây là kế trá ngụy của tiểu bất thông. Một gã thiếu niên có quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng bọn họ cẩn trọng quá thừa. Xoạch, ngay khi tiểu bất thông đánh đá lửa và thắp sáng một ngọn đuốc, với những cái nhìn đầu tiên bọn Hà Thiên Lượng gần như phải tin vào những gì tiểu bất thông đã nói. Tất cả bọn họ đang đứng ở trong một động khẩu to lớn. Nằm lồ lộ ở phần cuối khẩu động là một ngôi thanh mộ vốn được vun cao bằng những phiến đá to nhỏ đủ loại trên bề mặt đen to rộng của một phiến đá lớn nhất là phiến đá được dùng thay cho một mộ bia bọn hà thiên lượng đọc được hàng chữ ghi bằng những mẫu than vụn mẫu thân vô danh thị chi mộ lập mộ bất hiếu từ tiểu bất thông vậy là đã rõ mẫu thân của tiểu bất thông quả nhiên đến lúc chết vẫn không lưu lại danh tính và đương nhiên việc tiểu bất thông không hề biết tính danh thật sự của bản than là gì cũng là sự thật hơn nữa với những vết cháy xém có khắp nơi trong lòng động chứng tỏ là khấu động này là nơi tiểu bất thông từng lưu ngụ cũng là một sự thật hiển nhiên thông hiểu những sự thật này hà thiên lượng bỗng lên tiếng nêu nghi vấn nếu không phải nhân vật giang hồ lệnh đường không khi nào bảo tiểu huynh đệ phải tìm di học của ma trung tử và vô danh kỳ nhân tại sao lệnh đường quá thần bí trước khi chết không tỏ bày mọi sự thật với tiểu huynh đệ tiểu bất thông cười ngượng trong khi vẫn luôn tay tìm cách đốt lên một đống lửa để sưởi ấm. Tiểu nhân cũng đã tự hỏi như vậy không biết bao nhiêu lần. Và tiểu nhân hiểu rằng, nếu muốn minh bạch sự việc trừ phi phải tìm ra di học của ma trung tử, như lời căn dặn của tiên mẫu hà thiên lượng chợt hỏi sau khi đã giúp tiểu bất thông làm cho đống củi lửa cháy bùng lên ở võ di sơn này nếu có lưu lại di hóc thì là di học của hai nhân vật ma trung tử và vô danh kỳ nhân cớ sao ta chỉ nghe tiểu huynh đệ nhắc đến một ma trung tử tiểu bất thông lại cười gượng gạo như tiên mẫu nói lại vô danh kỳ nhân là một nhân vật phi phàm đâu dễ gì cùng chết với ma trung tử ở đây và lại, suốt 3 năm qua, dù tiểu nhân đã cố tìm kiếm nhưng ngoài chút ít bút tích do chính ma trung tử lưu lại, hoàn toàn không hề có dấu vết gì cho thấy vô danh kỳ nhân đã lưu di học ở đây. Hà Thiên Lượng giật mình, tiểu huynh đệ đã nhìn thấy bút tích của ma trung tử. Đó là bút tích gì? Sau khi nãy tiểu huynh đệ bảo ở đây không hề có di học nào lưu lại? tiểu bất thông chợt xua tay và giải thích không hề bối rối bút tích thì có nhưng di học gì đó thì không nếu cần tiểu nhân xin đưa chư vị đi đến đó ngay bây giờ hứa thanh nôn nóng nhị sư huynh chúng ta nên đi xem ngay thì hơn kẻo muộn mất hà thiên lượng đưa mắt nhìn vị sư huynh không ngờ vì chúng ta có ân giải cứu tiểu bất thông nên có sự may mắn bất ngờ này đại sư huynh nghĩ sao chúng ta nên đi ngay hay phải chờ trưởng môn lão nhân ra đến vị đại sư huynh lưỡng lự nhị đệ sao lại hỏi ta nhị đệ thừa biết đối với những việc quan trọng như thế này những chủ trương của ta thường không phù hợp và sau đó vẫn khiến sư phụ phiền lòng nhị sư đệ nên tự quyết định thì hơn hà thiên lượng cau mặt đưa mắt nhìn tiểu bất thông nơi có bút tích của ma trung từ cách chỗ này bao xa và có địa hình như thế nào tiểu bất thông đáp ngay không một chút trần trừ hoặc ngần ngại đó là một vách núi thẳng đứng và chỉ cách nơi này không quá một tầm tên bay hà thiên lượng dù đã có ý dò xét nhưng vẫn không phát hiện ở tiểu bất thông có sự giả dối nào điều này buộc hà thiên lượng phải hiểu rằng tất cả những gì tiểu bất thông nói đều là sự thật có nghĩa là bọn Hà Thiên Lượng đang phải đối mặt với một cơ hội chưa từng có và cơ hội này nếu gặp phải ai khác chắc chắn họ không bỏ qua. Hà Thiên Lượng lại nhìn vị đại sư huynh. Theo đệ, đây là thời cơ không thể bỏ qua. Nếu chúng ta trần trừ và sau cùng khiến di học của ma trung tử rơi vào tay kẻ khác, hậu quả thật khó lường. Có phần miễn cưỡng, vị đại sư huynh bảo. Được rồi, ta nghĩ, chúng ta dù có đến và nhìn qua một lúc cũng không sao không lẽ điều đó lại dẫn đến hệ quả nghiêm trọng hà thiên lượng mỉm cười với tiểu bất thông đã thế này ta đành phải phiền tiểu huynh đệ một lần nữa vậy tiểu bất thông nhanh tay cầm lấy ngọn đuốc đó là chủ ý của tiểu nhân và là do tiểu nhân tự nguyện nào có gì là phiền một lần nữa bọn họ lại nối đuôi nhau bước đi với ánh đuốc lập lòe của tiểu bất thông dẫn đường tiểu bất thông nói không sai họ tuy đi loanh quanh theo một lối sơn đạo nhỏ hẹp chỉ có một mình tiểu bất thông biết nhưng nếu tính theo đường thẳng thì rõ ràng chưa hết một tầm tên bay họ đã nhìn thấy một vách núi đá dựng đứng. Và trên vách núi đá, nhờ ánh hỏa quang từ ngọn đuốc soi dọi, tất cả nhìn thấy một dòng chữ được khắc thật sâu vào và rất rõ nét. Không ai trong bọn hoa sơn thất nghĩa lên tiếng. Tuy nhiên, xung quanh họ bỗng có những tiếng sầm xì và dường như có người cố tình đọc lên thật to dòng chữ được khắc sâu vào vách đá. Chương 3: Dòng chữ bí ẩn ở ma thạch một tiểu tử lai lịch bất minh. Nghe chọn bộ tại mê audio com Ma thạch trung khai tử lộ. Ai đã khắc câu này? Và câu này có hàm ý gì? Sau âm thanh này, những tiếng sầm xì như được vang lên lớn hơn và trong số đó, Hà Thiên Lượng cùng bọn Hoa Sơn thất nghĩa không thể không nghe một câu mai mỉa dành cho họ. Tưởng bọn Hoa Sơn thất nghĩa vừa đến nơi đã có những phát hiện hay ho, không ngờ chỉ là một dòng chữ nhảm nhí. Chỉ uổng cho bọn ta phí công vô ích. Hừ, với tâm trạng ngượng ngùng, hứa thanh quay đầu lại nhìn tiểu bất thông, sao tiểu huynh đệ biết đây là bút tích của ma trung tử. Tiểu bất thông chợt hỏi với sắc mặt hoàng hốt dường như đang có quá nhiều người đứng quanh chúng ta họ là ai sao tiểu nhân chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy họ lập tức từ bóng đêm có tiếng người hô hoán ô hay sao lại là y tiểu tử mà chúng ta đã gặp lúc chiều cùng với tiếng hô hoán này những bóng nhân ảnh lần lượt xuất hiện và lộ rõ dưới ánh hỏa quang duy nhất của một bó đuốc do tiểu bất thông đang cầm trên tay vút vút phát hiện những người vừa xuất hiện chính là bọn lúc chiều đã phi ngựa và suýt nữa đã làm cho bản thân mất mạng, tiểu bất thông sợ hãi bước lùi vào giữa bọn hoa sơn thất nghĩa. Hà Thiên Lượng vội lên tiếng trấn an. Đã có bọn ta đây, tiểu huynh đệ đừng sợ. Riêng việc có quá nhiều người ở đây là do bọn ta khinh xuất, chính ánh đuốc đã làm kinh động đến họ. Thái độ của Tiểu Bất Thông và câu nói trấn an của Hà Thiên Lượng, cả hai đã làm cho người của phái Côn Luân nghi ngờ, hóa ra chính tiểu tử đã phát hiện nơi này không phải do Hoa Sơn phái các ngươi. Hãy giải thích xem nào, tiểu tử, dựa vào đâu ngươi bảo đây là bút tích của Ma Trung Tử? Đây là câu hứa Thanh cũng vừa hỏi, Tiểu Bất Thông không muốn bị khinh miệt, vội giải thích không cần để tâm đến nguyên nghĩa của dòng chữ kia cứ chữ cách chữ mà đo chẳng phải sẽ có ba chữ ma trung tử sao hà thiên lượng giật mình đưa mắt nhìn lại dòng chữ trên vách đá và lẩm nhẩm đọc theo sự phát hiện của tiểu bất thông ma trung tử khai thạch lộ hóa ra đây chính là ẩn ngữ thật sự của ma trung tử cũng nhận ra điều đó cửu vĩ tiên địch hành bất ngờ cười lớn thì ra muốn tìm thấy di học của ma trung tử cần phải phá vỡ vách đá này hay lắm, phá thì phá. Xem đây, ha, ha, véo, ngọn trường tiên trên tay địch hành vừa chấp động lập tức có tiếng người quát, ngăn cản địch hành, dừng tay mau. Không được hành động can dở. Vút, người vừa quát còn có thân thủ thật lợi hại. Chỉ cần khoa nhẹ cánh tay vào vùng tiên ảnh, người đó đã ung dung chộp cứng vào trường tiên, không cho tiên pháp của địch hành kịp quật vào và phá hủy vách đá sừng sững như đã nhận ra người đó là ai địch hành không những không dám giật ngọn trường tiên về còn tự ý buông tay bước lùi về phía sau mấy bước sư phụ đã đến đệ tử chậm nghinh tiếp mong sư phụ xá tội dưới ánh sáng mập mờ người vừa chụp vào ngọn trường tiên của địch hành đã để lộ khí phách của bậc tôn sư qua thủ pháp vừa rồi tuy người đó đã có niên kỷ sấp xỉ lục tuần ném trả ngọn trường tiên cho địch hành, nhân vật nọ bảo, ngươi là đại đệ tử, những khi ta vắng mặt, ngươi có quyền định đoạt mọi việc chính là ngươi. Nhưng lần này, xem ra ngươi đã làm ta phải thất vọng. Hừ, địch hàng cả sợ, vội quỳ xuống, mong sư phục khai ân, điểm hóa cho đệ tử biết đệ tử đã sai phạm ở điều gì. Nhân vật nọ chưa kịp giải thích, một thanh âm hòa sảng bỗng vang lên từ một nơi lần khuất cạnh đó, xa lão huynh bất tất phải giận dữ đâu phải ai thoạt nhìn qua cũng hiểu ngay tại ý của đại ma đầu ma trung tử thanh âm vang lên càng lúc càng gần và khi dứt lời giữa vùng hỏa quang của ngọn đuốc liền xuất hiện một nhân vật trung niên với một thanh kiếm rắt xéo sau lưng vừa nhìn thấy nhân vật này địch hành mừng rỡ kêu lên hoa thúc thúc cũng đã đến rồi ư xin hãy giải thích cho tiểu điệt hiểu đây là tại ý gì của ma trung tử nhân vật họ xa sư phụ của địch hành bỗng nghiêm mặt nào phải chỉ có ta và hoa thúc thúc của ngươi trưởng môn điểm thương phái cũng đến quanh ngươi bây giờ còn các vị trưởng môn của những phái còn lại có cả bang chủ cái bang bạch bang chủ và nhất là sự hiện diện của võ lâm nhất hiệp trang chủ thiên nhất trang tôn nhất bình với bằng ấy người và đều là nhất môn trí chủ nếu ta thôi không kịp ngăn ngươi lại thử hỏi nếu có hậu quả gì xảy ra liệu côn luân phái chúng ta có đảm đương nổi hay không địch hành thêm ngơ ngác vì không hiểu lời nói của sư phụ là muốn ám chỉ điều gì như hiểu rõ tâm trạng của địch hành từ một nơi tối tăm cạnh đó một bóng người khoan thai bước ra vừa đi vừa phát thoại rốt cuộc địch thế huynh vẫn chưa hiểu ma trung tử lưu lại dòng chữ kia là có tại ý gì, phải thế không? Không chờ câu đáp lại của địch hành, nhân vật này chợt vòng tay thi lễ với vị họ xa. Xa trưởng môn, vẫn có câu, không biết là không có tội, nếu xa trưởng môn không ngại, tôn mổ xin xa trưởng môn xá tội cho lệnh đồ. Đồng thời cho phép tôn mổ được thay lời, giải thích rõ nguyên ủy với lệnh đồ vị trưởng môn nhân họ xa cũng khiêm tốn thủ lễ đã có lời của trang chủ thiên nhất trang một võ lâm nhất hiệp danh chấn giang hồ sa hồng cát mổ cung kính không bằng tuân lệnh võ lâm nhất hiệp tôn nhất bình mỉm cười xua tay sa trưởng môn quá lời rồi danh chấn giang hồ phải nói là thất vị trưởng môn thất đại môn phái vô hình chung đều có mặt ở đây tôn mổ sao kham nổi những lời tán tụng của sa trưởng môn miệng nói như vậy nhưng khi vừa dứt lời võ lâm nhất hiệp tôn nhất bình vẫn thản nhiên bảo địch hành lệnh sư kể như đã tha thứ sao địch huynh không mau đáp lại cửu vĩ tiên địch hành vội đứng lên sau khi kịp vươn tay nhặt lại ngọn trường tiên đã bị sư phụ vất ở bên cạnh những lời giáo huấn của sư phụ và tôn trang chủ kẻ dưới là địch hành nguyện khắc cốt ghi tâm với uy phong lẫm liệt, xứng danh với thanh danh một trang chủ thiên nhất trang, tôn nhất bình tuần tự đưa mắt nhìn từ những chỗ sáng đến những nơi tối tăm. Nhưng thật ra là chỗ ẩn của nhiều người hiện giờ chưa ra mặt. Và thật rõng rạc tôn nhất bình lên tiếng. Ma Trung Tử vốn là một đại ma đầu mà ác danh từ trăm năm trước cho đến nay vẫn còn truyền tụng qua dòng chữ kia tôn nhất bình đưa tay chỉ vào vách đá sừng sững phía trước gạch dưới ma thạch trung khai tử lộ với hàm ý thật rõ ràng đây là phiến đá ma ma thạch nếu phá hủy hoặc khai thông nó thì ở phía sau ắt phải có tử lộ thử hỏi chư vị tìm đến đây phải chăng là muốn tìm di học của ma trung tử và vô danh kỳ nhân nếu là vậy, ở sau phiến đá này, một là không hề có di học thì ai trong chư vị dám nói trước ở sau phiến đá này có những gì đang chờ đợi chúng ta. Thoáng ngừng lời và bắt đầu đảo ánh mắt, Tôn Nhất Bình bỗng dừng mắt ngay vào tiểu bất thông, người duy nhất ở đây có ngọn đuốc cháy sáng trên tay, là ngươi. Phải chăng chính ngươi đã cố tình dẫn dụ quần hùng đến đây? và những dòng chữ kia là do ngươi hoặc trưởng bối của ngươi đã tạo ra với mưu đồ gây bất lợi cho quần hùng bỗng không bị kết tội tiểu bất thông kinh hoàng đến nỗi ngọn đuốc trên tay y cứ run lên bần bật và suýt nữa phải rơi xuống đứng ngay bên cạnh hà thiên lượng vội lên tiếng giải thích thay cho tiểu bất thông tôn trang chủ xin đừng vội hiểu lầm đây là nơi vị tiểu huynh đệ đây đã tìm thấy sau nhiều năm dò tìm nơi ẩn giấu di học của ma trung tử hơn nữa vị tiểu huynh đệ đây phần thì không biết võ công phần thì không có ai là trưởng bối muốn ngụy tạo dòng chữ này đâu phải là điều dễ dàng tôn nhất bình đưa mắt nhìn hà thiên lượng thế huynh đây là một bóng nhân ảnh chớp động rồi xuất hiện và lập tức câu nói vang ra cũng là do nhân vật mới xuất hiện thốt lên mong tôn trang chủ lượng thứ y họ hà tên thiên lượng là đệ tử đứng hàng thứ hai của gia cát phàm này vừa thấy nhân vật này xuất hiện hà thiên lượng vội khom người với sắc mặt hớn hở chúng đồ nhi xin tham kiến sư phụ tôn nhất bình mỉm cười ra các trưởng môn đâu cần phải xin tội cho lệnh đồ lời nói của tôn mổ thật ra không hề có ý trách thiên lượng có chăng tôn nhất bình một lần nữa đưa mắt nhìn tiểu bất thông có chăng tôn mổ chỉ lấy làm ngạc nhiên tại sao lệnh đồ vốn có danh thần toán tử nhưng lại dễ dàng tin vào những lời nói mơ hồ kỳ quặc của tiểu tử kia y không biết võ công thì cần gì phải truy tìm di học của ma trung tử. Nói cách khác, y tìm di học là muốn có một than võ học hơn người, phải chăng y và trưởng bối của y cũng là nhân vật thuộc giới giang hồ. Nếu là vậy, tại sao khi tìm thấy dòng chữ này, y không giữ kín cho riêng y, trái lại y cố tình để lộ ra và sau đó dẫn dụ tất cả chúng ta cùng đến nơi này? Gia Cát Trưởng Môn nghĩ sao? Gia Cát Phàm thoáng cau mặt, chuyện là thế nào, thiên lượng. Hà thiên lượng bị sư phụ cật vấn, tuy có phần hoảng sợ nhưng vẫn cố chấn tĩnh giải thích. Không thể nói đây là hành vi muốn dẫn dụ mọi người của vị tiểu huynh đệ đây. Mọi việc đều do sự chú ý của đệ tử. Hà thiên lượng lược thuật những gì đã xảy ra, khiến cho hoa sơn thất nghĩa tình cờ có dịp kết thân với tiểu bất thông. Cuối cùng, Hà thiên lượng bẩm báo. Chỉ tiếc mẫu thân của tiểu bất thông không hề lưu lại tính danh nên lai lịch của y có phần mơ hồ. Tuy vậy việc tìm kiếm di học của ma trung tử đối với tiểu bất thông cũng là hành vi chính đáng. Chúng ta đâu thể quy kết tiểu bất thông có mưu đồ bất lợi cho quần hùng. Nghe xong, Gia Cát Phàm kinh ngạc. Nói vậy, tiểu bất thông đã lưu ngụ ở đây khá lâu và vẫn không tìm thấy gì ngoài dòng chữ này. Được hỏi, tiểu bất thông vội đáp, điều này tiểu nhân đã giải thích với Hà Nhị Huynh. Tiểu nhân nào dám dối trá dù chỉ là nửa lời. Gia Cát Phàm gật đầu và quay sang Tôn Nhất Bình, Tôn Trang chủ nghĩ như thế nào? Chúng ta nên hay không nên phá hủy phiến đá kia để tìm hiểu rõ chân tướng? Tôn Nhất Bình tỏ vẻ lo ngại. Theo thiền ý của Tôn Mổ, dường như dòng chữ này vẫn là một âm mưu nào đó rất có thể gây họa cho chúng ta liền lúc đó có hai bóng người cùng sánh vai bước ra từ một chỗ tối cạnh đó a di đà phật lời nói của tôn đại hiệp cũng có ý nghi ngờ không hiểu sau bằng ấy năm nhưng đến giờ mới có tin đồn về di học của vô danh kỳ nhân hai nhân vật vừa bước ra nếu một vị là tăng nhân và là người vừa lên tiếng thì người còn lại là một vị đạo nhân cùng lên tiếng tiếp nối vô lượng thọ phật đây là điều đã được bần đạo và hư tưởng phương trượng cùng suy nghĩ suốt thời gian đi đến vô di sơn này kẻ đã loan tin về di học thượng thừa đang được ẩn giấu ở đây phải chăng đã cố ý sắp bày một đại âm mưu nhằm gây náo loạn khắp giang hồ cùng một lúc được một vị tăng nhân và một vị đạo nhân lên tiếng tán đồng tôn nhất bình nhoẻn cười nói quả nhiên đây là một đại âm mưu không chỉ riêng tôn mổ nhìn ra mà còn có phương trượng thiếu lâm phái hư tưởng đại sư và vân huyền đạo trưởng, trưởng môn nhân võ đang phái cũng nhìn thấy. Nếu là vậy, chư vị có tán thành chủ ý của tôn mổ, chúng ta không nên phá hủy phiến đá này, nghĩa là không tự ý bước vào cạm bẫy mà chúng ta phát hiện. Sa hồng cắt trưởng môn nhân côn luân bất đồ cười lớn, quả nhiên tôn trang chủ không hổ danh là võ lâm nhất hiệp biết nghĩ đến đại cục và lo lắng cho giang hồ lời của tôn trang chủ lẽ nào sa mổ không nghe theo ha ha hoa vô sắc trưởng môn nhân phái điểm thương cũng nói đã biết đây là một đại âm mưu lẽ nào hoa mổ cứ nhắm mắt đưa chân bước càn nhìn mọi người ơi hoa vô sắc chợi vẫy tay nếu như không còn gì để nói hoa mổ và toàn bộ đệ tử điểm thương phái xin lui chân cáo biệt hành động của hoa vô sắc vô hình chung như là một hiệu lệnh dành cho những nhân vật còn lại tất cả tuần tự bỏ đi không một ai có bất kỳ dấu hiệu nào tỏ ý nuối tiếc khi phải rời bỏ một nơi rất có thể là ẩn tàng những di học thượng thừa cũng vậy đi theo chân tiểu bất thông bọn hoa sơn thất nghĩa và trưởng môn hoa sơn phái là gia cát phàm đang chậm rãi quay lại chỗ lưu ngụ của tiểu bất thông chỉ cách nơi có vách đá sừng sững có một tầm bắn về đến nơi hứa thanh liền thở hắt ra một hơi dài hà chỉ là công dã tràng vừa uổng phí những ngày dài kiêm trình vất vả vừa mất đi gần ba canh giờ đáng lý được nghỉ ngơi thanh nhàn ra cát phàm sau cái nhìn lướt qua khấu động với cảm nhận có thể tin vào tiểu bất thông liền mỉm cười từ đây đến sáng hãy còn ba canh giờ nào có ai cấm ngươi tùy tiện tìm chỗ nghỉ bọn ngươi đi nghỉ cả đi đêm nay không cần thức để canh phòng bọn hứa thanh lập tức tản ra tìm chỗ nghỉ. Và tuy không có lệnh nhưng bọn họ dường như cố ý nhường động khấu, là nơi duy nhất có thể che kín xương đêm và có cả củi lửa ấm áp cho Gia Cát Phàm. Biết rõ tâm ý của bọn đệ tử, Gia Cát Phàm lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa và ái ngại nhìn tiểu bất thông phải thu người nằm nép sát vào vách đá, như không muốn quấy dày sự yên tĩnh của Gia Cát Phàm. Gia Cát Phàm khẽ gọi, tiểu bất thông tiểu bất thông ngồi bật dậy, đương nhiên là ấm ức rồi. Tiền bối thử nghĩ xem, vị đại gia họ tôn kia sao cứ dễ quyết đây là âm mưu do tiểu nhân sắp bày. Dòng chữ kia do tiểu nhân phát hiện, tính đến nay đã là ba năm. Từ đó đến nay nào có ai khác nhìn thấy. Như vậy, nếu đó là âm mưu thì âm mưu đó định nhằm vào ai khác. Không lẽ nhằm vào tiểu nhân vốn chỉ là đứa bé 13 tuổi vào thời điểm phát hiện dòng chữ đó. Gia Cát Phàm thường người, lúc phát hiện, ngươi chỉ 13 tuổi. Như vậy, tính đến nay ngươi được 16 tuổi. Ngay khi Tiểu Bất Thông gật đầu, Gia Cát Phàm có phần nôn nóng hỏi tiếp. Theo như Hà Thiên Lượng kể lại, ngươi đã từng cùng lệnh đường đi chu du khắp nơi, sau đó mới đến đây. Tiểu Bất Thông lại gật đầu, đúng vậy. Có điều gì không ổn sao, tiền bội. Già Cát Phàm chợt nghiêm giọng, "Có thể ta sẽ đoán biết trước lai lịch của ngươi nếu ngươi nhớ rõ thời điểm đã cùng Lệnh Đường đi chu du khắp nơi." Khắp khởi mừng vì điều vừa nghe, tiểu bất thông đáp vội, "Như tiểu nhân nhớ không sai, gia mẫu bắt đầu đưa tiểu nhân đi lúc tiểu nhân được 11 tuổi, 11." "Vậy là đã 5 năm kể từ lúc ngươi được Lệnh Đường đưa đi." "Trước đó nữa, ngươi và Lệnh Đường thường sinh sống ở đâu?" tiểu bất thông lắc đầu tiểu nhân chỉ nhớ là một trang viện rộng lớn còn cụ thể ở đâu tiểu nhân hoàn toàn không có chút ấn tượng nào gia cát phàm bỗng có sắc mặt thật khác lạ vậy là đúng rồi ta đã đoán ra lai lịch của ngươi thảo nào năm năm trước không còn ai nhìn thấy dấu tích của mẫu thân ngươi và kể cả ngươi nữa tiểu bất thông lo lắng lai lịch của tiểu nhân là thế nào gia cắt tiền bối Gia Cát Phàm định nói, nhưng lúc đó ở phía xa xa bỗng có một tiếng chấn kinh vọng đến. À, em à, Gia Cát Phàm càng thêm kinh tâm khi nhìn thấy Hà Thiên Lượng từ ngoài lao vào với vẻ mặt thật khẩn trương. Sư phục, như có người đang cố tình phá vỡ vách đá kia. Gia Cát Phàm cười lạnh, ta cũng ngờ trước, điều này thể nào cũng xảy ra. Thiên Lượng, ta giao tiểu bất thông cho ngươi chăm sóc bất luận nguy hiểm thế nào ngươi cũng phải bảo toàn tánh mạng cho tiểu bất thông. Vút, vừa dứt lời, Gia Cát Phàm liền động thân lao đi và hoàn toàn biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của tiểu bất thông. Lúc đó, bọn hứa thanh cũng chạy vào và nhao nhao hỏi, điều gì đã xảy ra? Sư phụ đi đâu, Hà Nhị Sư Huynh? Hà Thiên Lượng giải thích, tiếng chấn kình vừa rồi dường như là do ai đó cố tình phá hủy ma thạch tuy sư phụ không nói ra nhưng ta ngờ rằng đó là hành vi của tôn trang chủ hứa thanh bật kêu là lão không phải lão đã bảo là có âm mưu gì đó sao hà thiên lượng bĩu môi sau cái chết bất ngờ của vân lão trang chủ tiếp đó là đến lượt vị đại ca của lão họ tôn bị chết một cách bất minh trên giang hộ có mấy ai lại tin vào tôn nhất bình còn nữa việc hủy diệt tu la viện thảm án này cho đến nay phần đông các võ phái đều có ý nghi ngờ động cơ ám muội của họ tôn qua đó đủ biết khi lão họ tôn tỏ ý ngăn cản mọi người bảo đừng phá hủy ma thạch ta có ý nghi ngờ lão không muốn di học rơi vào tay ai khác ngoài lão chỉ có điều lão đã quá ngông cuồng dám thực hiện hành vi đó vào lúc này khi người của các môn phái vẫn còn ở đây Ta, Hà Thiên Lương bỗng bỏ ngang câu nói và hốt hoảng hỏi, Tiểu Bất Thông đâu? Sư phụ giao y cho ta chăm sóc, y đã lén bỏ đi từ lúc nào vậy? Bọn Hứa Thanh cũng vì mày nghe Hà Thiên Lượng giải thích nên không trong bọn họ nhìn thấy Tiểu Bất Thông. Sực nhớ lại, Hà Thiên Lượng cuống quýt kêu, mẫu thân y dặn y phải tìm cho được di học của Ma Trung Tử, nhất định y đã chạy đến Ma Thạch. Chúng ta đuổi theo mau vậy là lần thứ hai, chỉ nội trong một đêm, bọn hoa sơn thất nghĩa lại phải chạy đến chỗ có vách đá dựng đứng, nơi có lưu dòng chữ bí ẩn. Ma Thạch Trung, Khai Tử Lộ, chương 4, rõ âm mưu nhưng vẫn lao vào tham võ học sẵn sàng trở mặt. Nghe chọn bộ tại mê audio.com lúc bọn hà thiên lượng chạy đến dù quanh họ vẫn là bóng đêm đen vĩnh hằng nhưng tất cả cũng đủ mục lực để nhìn thấy cảnh náo loạn đang xảy ra tại phiến đá ma thạch có dòng chữ bí ẩn phiến đá không hiểu đã bị ai đó dùng trưởng phá hủy để lộ ra một cốc khẩu đen ngòm và từ cốc khẩu đó có rất nhiều bóng nhân ảnh đang nhốn nháo chạy ra chạy vào đồng thời với cảnh náo loạn cũng có nhiều người thi triển sở học để động thủ loạn xạ vào nhau tạo thành đủ loại âm ba chấn kình vang dội vù ầm ảo ảo ầm choang choang keng keng xen lẫn vào đó là những tiếng la hét khá vô nghĩa đây là vật do ta tìm thấy sao ngươi dám chiếm đoạt đỡ vù ầm ái trà lão hư tướng cũng muốn tranh phần sao vậy đừng trách ta vô tình đỡ Vù, ầm, vô lượng thọ Phật. Chư vị hãy bình tâm, đừng rơi vào cạm bẫy của. Ôi trao, ảo, ầm. Trong đó, Hà Thiên Lượng và mọi người đều nghe rõ nhiều nhất là những tiếng quát phẫn nộ hướng vào Tôn Nhất Bình. Tôn Nhất Bình cầu tạc. Ta phải giết lão, đỡ, vù, vù. Và Hà Thiên Lượng không thể không thất kinh khi nghe Tôn Nhất Bình gầm lên kinh ngạc tu la mai hoa ấn. Tiểu tử ngươi là ai? sao lại am tường công phu tu la viện đột ngột có một tia lửa chợt nhoáng lên và tiểu bất thông với ngọn đuốc cháy sáng trong tay bỗng gào lên giận dữ tất cả bọn ngươi đều là hạng vô sỉ miệng thì bảo ở đây không hề có di học nhưng lại ngấm ngầm tìm cách chiếm đoạt không kể gì đến ta là người đầu tiên tìm đến nơi này tìm thấy tiểu bất thông và biết y vẫn bình yên vô sự, Hà Thiên Lượng cảm mừng, vội lách người lao vào cốc khẩu, nơi có quá nhiều người đang mang vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng. Nhanh hơn Hà Thiên Lượng một bước, cửu vĩ tiên địch hành bất ngờ quật ngọn trường tiên vào tiểu bất thông, tiểu tử to gan. Người là ai mà dám mở miệng mắng người? Người muốn chết? véo hà thiên lượng phẫn nộ vẫy xạ hữu kình vào bóng tiên ảnh của địch hành hạ thủ một người không biết võ công địch hành ngươi đáng bị mắng là vô sỉ đỡ vù ầm bị trưởng kinh của hà thiên lượng chặn đứng địch hành bật cười cao ngạo ngươi muốn đối đầu với ta thật sao càng tốt để xem công phu hoa sơn phái có điểm nào lợi hại xem chiêu véo véo nhìn địch hành vũ lộng trường tiên và đánh ra toàn những chiêu sát thủ hà thiên lượng cười lát công phu bổn phái tuy không thật sự lợi hại nhưng để đối phó với long vĩ tiên pháp thì có thừa năng lực xem đây vù hà thiên lượng vừa tung trưởng liền nghe tiếng gầm thịnh nộ của sa hồng cát trưởng môn phái côn luân và cũng là sư phụ của địch hành hóa ra công phu của phái hoa sơn lợi hại đến thế sao gia cát phàm Sa Mỗ rất muốn được lĩnh giáo tuyệt học. Đỡ, vù, vù, bất ngờ bị Sa Hồng cát lao vào động thủ, Gia Cát Phàm bật cười, Sa trưởng môn lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân. Thảo nào lúc Gia Cát Mỗ chạy đến đây đã nhìn thấy Sa trưởng môn có mặt, chẳng hiểu Sa trưởng môn đã đắc thủ được bí kíp gì khi vội vã giấu vào bọc áo. Ha, ha, Sa Hồng cát chợt đỏ mặt và sau đó đổi thành sắc giận, nào chỉ có ta là nhanh chân nhanh chân nhất là phải kể đến tôn nhất bình ta và hoa trường môn tuy nhanh nhưng vẫn sau họ tôn và lão thạch trưởng môn không động phái chớ nhiều lời đỡ vù vù ầm sau câu nói có phần nào thừa nhận của sa hồng cắt một gã thiếu niên vô danh đang bị tôn nhất bình luôn để mắt giò xét bỗng gào lên ma thạch là do ta phá hủy bọn ngươi nỡ nào chiếm đoạt kinh văn võ học đáng lẽ thuộc về ta tôn lão cẩu ta phải giết lão, đỡ, với năm ngón tay chợt khum lại, gã thiếu niên nọ hất mạnh ra một ngọn kinh ẩn tàng năm luồng lực đạo quái dị lao vào tôn nhất bình. Vù, vù, tôn nhất bình dường như đang chờ đợi điều này nên đanh giọng quát quả nhiên là tu la mai hoa ấn. Người là văn quy nguyên, hậu nhân duy nhất của văn gia bấy lâu nay ta vẫn kiếm tìm miệng hỏi, hữu thủ của Tôn Nhất Bình cũng khoa lên, tạo một lực đạo nhu hòa để tìm cách hóa giải chiêu tu La Mai Hoa ấn của gã thiếu niên vô danh nọ. Ảo ầm, gã thiếu niên bị chấn lùi nên càng thêm tức giận, y chủ động lao đến với toàn bộ chân lực, "Nếu đã biết ta là hậu nhân duy nhất của Văn gia, sao lão cẩu ngươi không mau giao trả thiên nhất trang cho ta?" "Đỡ, vù vụ, khẽ mỉm cười, tôn nhất bình bằng một chiêu thức hết sức kỳ ảo bất ngờ tóm chặt uyển mạch của gã thiếu niên. Đã tìm thấy văn thiếu trang chủ rồi, đương nhiên tôn mỗ sao lại không giao hoàn toàn bộ thiên nhất trang cho thiếu trang chủ. Hãy dừng tay nào, hự, bị bóp chặt uyển mạch toàn bộ chân lực của gã thiếu niên như bị tan biến đi. Tuy đau, nhưng gã vẫn cứ hoang mang khi mở miệng nói, gã thật sự sẽ giao thiên nhất trang cho ta miệng vẫn mỉm cười, tôn nhất bình vừa buông tay gã thiếu niên vừa bước lùi lại, thứ nhất ta là nhị sư bá của ngươi. Thứ hai, thiên nhất trang là tâm huyết bao đời nay của văn gia, đương nhiên tôn mỗ không đủ tư cách để chấp trưởng một thiên nhất trang không do tôn mỗ sáng lập. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, Tôn Nhất Bình rõng rạc nói, năm năm trước, do dùng toàn lực chữa thương cho Tôn Mỗ, tệ đại ca phải kiệt lực mà chết. Đối với Tôn Mỗ, mọi chuyện công tư đều phải phân minh. Tu La viện đã hãm hại gia sư Văn lão trang chủ, Tôn Mỗ phải hủy diệt Tu La viện để báo thù. Tuy nhiên, cốt nhục duy nhất của Văn gia khi đó lại được Tu La viện cưu mang nuôi dưỡng, lúc Tôn Mỗ tiến đến Tu La viện cũng thầm có ý định đưa Văn thiếu trang chủ về chấp trưởng thiên nhất trang chỉ tiếc rằng văn thiếu trang chủ đã thất tung đến cả tung tích của đỗng hoàng yến thân mẫu của văn thiếu trang chủ tôn mộ cũng không tìm thấy đó là lý do khiến cho những năm qua tạm thời tôn mộ phải đảm trách cương vị trang chủ thiên nhất trang sau một thoáng ngừng lời tôn nhất bình đã làm quần hùng kinh ngạc qua một câu cả quyết nay, đã có văn thiếu trang chủ xuất hiện, việc chấp trưởng thiên nhất trang từ bây giờ sẽ do văn quy nguyên, trang chủ danh chính ngôn thuận của bổn trang đảm nhận. Những diễn biến xảy ra hoàn toàn bất ngờ, nhất là đối với Văn Quy Nguyên, kẻ vừa để lộ cho quần hùng thấy công phu tuyệt học của Tu La Viện. Chứng tỏ Văn Quy Nguyên chính thật là hậu nhân của Văn Gia và cũng là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện đã bị Tôn Nhất Bình hủy diệt 5 năm trước. Hành vi quang minh lỗi lạc của Tôn Nhất Bình khiến cho Sa Hồng Cát phải lên tiếng tán dương. Lúc nào cũng hắc bạch phân minh, hành vi của Tôn Trang Chủ, à không Tôn lão huynh khiến Sa Mỗ là người đầu tiên ngưỡng mộ. Xem ra bốn chữ Võ Lâm nhất hiệp được gán cho Tôn lão huynh là hoàn toàn xứng hợp. Hoa vô sắc trưởng môn phái điểm thương cũng phụ họa gieo gió phải gặt bão, việc tôn lão huynh hủy diệt tu la viện quả nhiên chỉ vì muốn báo thù cho văn lão trang chủ. Điều này, nếu văn quy nguyên thế điệt thật sự chấp trưởng thiên nhất trang cần phải cân nhắc và chớ để tâm, xem lệnh sư bá như kẻ thù. Văn quy nguyên thật sự hoang mang không biết phải tin vào lời của ai. Vì Điền Trung thì bảo Tôn Nhất Bình là kẻ giảo hoạt, rất có thể chính Tôn Nhất Bình là kẻ hãm hại văn lão trang chủ, chính thái độ của Tôn Nhất Bình lúc này vô hình chung đã bác bỏ những lời định tội của điền trung nếu nghĩ về điều này văn quy nguyên hoàn toàn quên mục đích của y khi đến núi võ di là kiếm di học của ma trung tử văn quy nguyên hầu như thụ động khi nghe tôn nhất bình bảo việc chấp trưởng thiên nhất trang là điều hệ trọng trang chủ nghĩ sao nếu ngay bây giờ chúng ta lập tức quay về bổn trang văn quy nguyên không thể không đáp quay về ư đương nhiên phải như vậy rồi Nhị sư bá cũng phải về thôi. Tiểu Điệt vẫn cần sự chỉ dạy của nhị sư bá. Mỉm cười, Tôn Nhất Bình ung dung cùng Văn Quy Nguyên bỏ đi. Không bỏ lỡ cơ hội, Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc cả hai cùng đưa môn nhân đệ tử của họ, là hai phái Côn Luân và Điểm Thương rời đi. Tiểu Bất Thông với sự phẫn nộ tột cùng bỗng có những phản ứng ngoài ý nghĩ của Hà Thiên Lượng đang đứng ngay bên cạnh. Tiểu Bất Thông bất chợt chạy về phái Sa Hồng Cát bọn ngươi không thể bỏ đi nếu không giao trả cho ta những gì bọn ngươi lấy ở đây xúc sinh ai lấy gì của ngươi chứ cốt vù không thể trơ mắt nhìn tiểu bất thông chắc chắn phải chết nếu bị ngọn kình đầy uy lực của sa hồng cắt quật vào hà thiên lượng vội quát y không biết võ công sao xa trưởng môn nỡ nhẫn tâm tiếng quát của hà thiên lượng bỗng ngưng lại vì lúc đó chợt có một bóng nhân ảnh lao thẳng vào ngọn kình của sa hồng cắt kèm theo tiếng hô hoán sa trưởng môn hạ thủ lưu tình và lập tức ngọn kình của sa hồng cát liền bị hóa giải chỉ lưu lại mỗi một tiếng chấn kình với âm ba vang dội. ầm do sức chấn động của âm ba ngọn đuốc trên tay tiểu bất thông phải rơi xuống. Phục, ngọn đuốc duy nhất đem lại nguồn sáng cho bao người đương diện vì thế phải tắt ngấm khiến cho tiểu bất thông dù cố công đưa mắt nhìn vẫn không thể nhận ra ai là người vừa ra tay giải nguy cho bàn. thân cũng vây, tiểu bất thông cũng không thể nhận thấy bọn sa hồng cắt, hoa vô sắc đã bỏ đi hay vẫn còn đứng nguyên vị. Tiểu bất thông chỉ sực tỉnh khi có người chạm tay vào và nói với y bằng giọng an ủi, võ học của ma trung tử không đến được tay ngươi, biết đâu đó lại là điều may mắn cho ngươi. Thôi nào, nếu ngươi thật sự muốn luyện võ hoàn thành di ý của mẫu thân ngươi, ta ra cát phàm sẽ không ngại thu nhận ngươi là đệ tử biết rõ những lời nói này là do Gia Cát Phàm nói với thành ý, tiểu bất thông mấp máy môi định nói lời cảm tạ. Nhưng, chợt nhớ đến một việc tiểu bất thông bỗng bật lên câu hỏi. Gia Cát tiền bối vẫn chưa nói rõ lai lịch của tiểu nhân. Tuy không thể nhìn thấy Gia Cát Phàm vì bị bóng đêm bao phủ nhưng tiểu bất thông vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt thất vọng của Gia Cát Phàm lúc đáp lời. Ta những tưởng ta đã đoán biết lai lịch của ngươi, nhưng hóa ra không phải chuyện là thế này cũng năm năm trước lúc tôn nhất bình dốc toàn bộ lực lượng thiên nhất trang để hủy diệt tu la viện những ai có liên quan đến tu la viện đều bị sát hại chỉ trừ hai người đột nhiên thất tung tiểu bất thông vỡ lẽ tiền bối muốn nói đó là mẫu tử văn quy nguyên như lão họ tôn vừa nói có tiếng ra cắt phàm thở dài không sai chuyện xảy ra thật ngẫu hợp đã trùng với thời điểm ngươi được mẫu thân ngươi đưa đi và càng trùng hợp hơn là ngươi và văn quy nguyên lại có cùng niên kỷ do đó vừa nghe ngươi kể xong ta liên tưởng chính ngươi là hậu nhân của văn gia cũng may văn quy nguyên xuất hiện thật đúng lúc và y cũng đã có công phu tu la viện đó để minh chứng thân phận của y hà hóa ra ta đã có những nhận định sai lầm tuy thất vọng không ít nhưng tiểu bất thông bỗng hỏi tu la viện tọa lạc ở địa phương nào Hiểu ý của Tiểu Bất Thông, gia cát phàm bảo người muốn kiểm chứng lại ký ức xem nơi người đã từng lưu ngụ và tu la viện có phải là một hay không. Như vậy cũng tốt, chờ khi gia cát phàm chỉ điểm rõ nơi tọa lạc của tu la viện, Tiểu Bất Thông lại hỏi lúc tiền bối chạy đến nơi này thật sự điều gì đã xảy ra? Có phải đúng như Văn Quy Nguyên nói những di học của Ma Trung Tử có lưu ở đây và đã bị bọn người kia đắc thủ? Gia Cát Phàm phát ra tiếng hừ lạnh và khô khan, lúc ta đến, ma thạch đã bị phá hủy. Và sự việc xảy ra đúng như lời Sa Hồng Cát thú nhận, di học của ma trung tử hiện đang lọt vào tay bốn người. Đó là, Tôn Nhất Bình, Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc và trưởng môn không động phái thạch Phù Văn. Nói đến đây Gia Cát Phàm bỗng đổi giọng thành lo lắng, người hỏi để làm gì? bọn họ đều thuộc hàng cao nhân đương đại, cho dù ngươi am hiểu võ công cũng không phải đối thủ của họ. Ngươi đừng dại tìm đến họ để phải nhận cái chết tiểu nhân hỏi như thế chỉ vì thuận miệng. Và lại, cứ như tiền bối vừa nói, biết đâu vì không có di học của ma trung tử trong tay, tiểu nhân xem ra đã gặp may. Gia cắt phàm nhẹ nhõm, người nghĩ thấu đáo như thế là tốt. Vẫn có câu tiểu nhân tuy vô tội nhưng do giữ báu vật mà thành ra có tội. Vậy còn việc bái sư như ta vừa đề xuất, tiểu bất thông chợt lắc đầu, hảo ý của tiền bối, tiểu nhân chỉ dám xin tâm lãnh. Gia Cát Phàm kinh ngạc tại sao chứ? Tiểu bất thông cười buồn, tiểu nhân không hoàn thành di ý của gia mẫu, càng nghĩ càng hổ thẹn. Đợi sau này, lúc tiểu nhân thật sự bình tâm và suy nghĩ lại, nếu tiền bối vẫn giữ nguyên ý định như hôm nay, có thể tiểu nhân sẽ tự khấu đầu, xin bái tiền bối làm sư phụ. Gia Cát Phàm cười thành tiếng. Như vậy cũng được. Hậu bối hữu kỳ, nếu có kỳ duyên, ta và ngươi nhất định sau này sẽ gặp lại. Ha, ha, tuy không nhìn thấy gì, nhưng qua chàng cười của Gia Cát Phàm càng lúc càng xa, tiểu bất thông biết tất cả đã đi khỏi. Trung quanh hoàn toàn vắng lặng, người duy nhất còn lại ở nơi này có lẽ chính là tiểu bất thông với nhiều suy nghĩ nung nấu tâm can hồi thứ năm trốn hoang sơ gặp lão ăn mày một già một trẻ đùa bỡn nhau ơi, có ai không? Làm ơn cứu lão với. Thoạt đầu tiểu bất thông mày cắm cúi bước đi trong tâm trạng thất vọng não nề nên dường như không nghe thấy lời cầu cứu này. Nhưng một lúc sau, do tiếng kêu càng lúc càng lớn và vì ở một khoảng cách khá gần, tiểu bất thông phải động tâm chạy đến. Tiếng kêu một lần nữa vang lên và lần này cho biết đích xác địa điểm phát ra tiếng gọi khẩn trương kia, có người nào không? Hãy mở lượng hải hà, làm ơn làm phúc đưa lão thoát khỏi nơi quái quỷ này. Có ai không? Vất bỏ tay nải, là hành trang duy nhất qua một bên, tiểu bất thông vội khom người, dùng tay vạch những cành lá um tùm của bụi cây dại đang che kín nơi vừa phát ra những thanh âm kêu cứu tiếng cành lá lao sao làm cho ở bên dưới phấn khích và càng kêu gào nhiều hơn, tiên thần thánh Phật ơi. May quá, có người đến rồi. Ân nhân ơi ân nhân, làm ơn đưa lão lên khỏi nơi hôi hám này. Chào ôi, kêu đến khản giọng rốt cuộc cũng có người nghe thấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi những cành lá um tùm đã bị tiểu bất thông vừa bẻ vừa vén qua một bên, một hố đất khá sâu liền lộ rõ qua đó tiểu bất thông nhìn thấy một lão ăn mày chẳng hiểu đi đứng thế nào lại rơi đúng vào hố đất lão cũng nhìn thấy một tiểu bất thông nên mừng rỡ xua tay loạn xạ tiểu oa nhi ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta leo lên chỗ quái quỷ này đưa mắt ước lượng độ sâu của hố đất tiểu bất thông vội trấn an lão hố đất này là do bọn hiệp bộ quanh đây đào để bẫy thú tuy lâu không dùng đến nhưng hố hãy còn khá sâu lão trượng cứ yên tâm và chờ vãn bối thêm một lúc nữa. Vãn bối lập tức đi tìm, lão ăn mày xem ra có tính khí thật nóng này. Lão thét toáng lên, người định đùa hay sao mà bảo ta phải yên tâm và cứ ở dưới này chờ đợi. Nghe đây, tuy ta chưa đủ già để làm nội tổ của ngươi nhưng chỉ ít cũng là bậc cao niên, ngữ ngươi có làm nhi tử của ta vẫn chưa xứng. Người dám nói những lời như vậy không nếu người rơi xuống hố đất quái quỷ này không phải ta mà là phụ thân ngươi. Người có muốn chờ thì cứ xuống đây mà chờ. Chưa từng gặp qua người nào đáng lý phải có lời mềm mỏng van xin thì lại có những lời quát tháo trịch thượng như lão ăn mày này, tiểu bất thông tức giận, phủi tay đứng lên. Có muốn mắng ít ra lão trượng cũng phải có cái nhìn thông tình đạt lý mới đúng hố đất sâu như thế này nếu vãn bối không có những vật dụng cần thiết như một sợi dây rừng hoặc một nhánh cây tương đối dài chẳng hạn vãn bối dù muốn kéo lão trượng lên cũng vô phương lão trượng không muốn chờ cũng phải chờ sợ tiểu bất thông vì quá giận sẽ bỏ đi lão ăn mày vội đổi giọng là lão không đúng xin tiểu hữu đừng giận đổi lại là tiểu hữu nếu phải kêu gào gần hai canh giờ như lão có lẽ tiểu hữu hoảng sợ và có những lời thất ngôn như lão thôi Tiểu hữu đừng bỏ đi, hãy giúp lão với. Tiểu bất thông vừa cười vừa lắc đầu, có đi, vãn bối chỉ tìm vật dụng nào đó thôi. Vãn bối đâu nỡ thấy lão trượng lâm nạn mà không cứu. Lập tức, lão ăn mày lại nỗi đóa, ngốc ơi là ngốc. Ngươi cần gì phải đi tìm những vật dụng gì đó như ngươi nói. Nghe này, chỉ cần ngươi cố khom người xuống và đưa tay ra cho ta ta tuy già nhưng không lẽ không thể nhảy lên và nắm được tay ngươi sao đó là phương cách dễ nhất và mau lẹ nhất không lẽ ngươi không nghĩ ra tiểu bất thông thở dài như muốn dùng tiếng thở dài này để giải tỏa bớt những nỗi hậm hực vì cứ bị lão ăn mày mắng và mắng phi lý lão trượng có biết làm như thế là rất mạo hiểm không nhỡ vãn bối không đủ lực để kéo lão trượng lên, ngược lại còn bị lão trượng lôi luôn xuống dưới, khi đó chẳng phải hai người chúng ta cùng lâm nạn như nhau sao? Lão ăn mày dẫm chân giận dữ. Rơi làm sao được mà rơi? Có chăng, chỉ vì ngươi không có khí phách như một nam tử hán đại trượng phu đích thực nên ngươi mới cho đây là hành động mạo hiểm. Xem ngươi thế này mà lại kém đởm lược, chẳng khác nào bọn nữ nhi liệu yếu đào tơ. Tuy bị khích nộ nhưng tiểu bất thông vẫn mỉm cười, lão trượng muốn nói thế nào cũng được. Những gì vãn bối tự cho là đúng, vãn bối cứ thế mà làm. Lúc này đâu phải là lúc mạo hiểm chỉ để được tiếng đẩm lực hơn người. Thấy tiểu bất thông say người bỏ đi thật, lão ăn mày một lần nữa van xin. Người đừng bỏ đi, là lão không đúng, lão hoàn toàn sai. Hãy quay lại cứu lão với lão sẽ gọi ngươi là tiểu gia à không sẽ gọi là đại gia đại đại gia tiểu bất thông bất ngờ quay người lại nếu vãn bối đưa tay xuống liệu lão trượng có đủ lực để nhảy lên không lão cả mừng ngươi không đi tìm những vật dụng gì đó như vừa nói sao tiểu bất thông lắc đầu vãn bối đã kịp nhìn qua địa hình nơi đây rồi không thể dễ dàng tìm một mẫu dây rừng hay một nhánh cây tương đối vững chắc đành phải dùng theo phương cách lão trượng vừa nói vậy lão tuét miệng cười thì ta đã bảo mà người yên tâm nhảy lên khỏi hố đất này chưa biết ra sao nhưng để nhảy lên và nắm đúng tay ngươi ta tự tin là ta làm được tiểu bất thông sau khi nằm phục xuống đất và chồm gần nửa người vào miêng hố vừa đưa tay xuống thật sâu thật hết tầm với miệng vừa bảo lão trượng không nên dùng lực nhiều chỉ cần nắm được tay vãn bối là đủ đến lúc đó, vãn bối sẽ lựa thế tìm cách kéo lão trượng lên. Tiểu bất thông vừa dứt lời, đã nghe lão ăn mày hét lên một tiệng thất dũng mãnh, lên này. Lập tức tay của tiểu bất thông liền bị lão nắm chặt. Và không hiểu lão đã làm cách nào mà thân hình của tiểu bất thông tuy bị lôi mạnh xuống dưới nhưng phần lão thì cứ thoăn thoát leo lên khỏi hố đất. Đến lúc tiểu bất thông nhận ra sự thế, thì... Huỵch! có rơi vào hố đất tiểu bất thông mới hiểu tại sao lão ăn mày đã gọi đây là nơi hôi hám. Nhìn bãi phân vừa vô tình đạp vào tiểu bất thông nhăn mặt và không hiểu đây là phân người hay phân thú. Lúc đó, từ bên trên có chàng cười của lão ăn mày vọng xuống, đấy ta đã bảo mà. Nơi này đúng là nơi hôi hám. Nếu ngươi đừng nhắm mắt nhắm mũi thì đâu đã dẫm phải bãi phân kia. Nhìn ngươi nhăn nhó thật tức cười. Ha! ha nghe lão cười tiểu bất thông suýt nữa buột miệng thóa mạ kịp nghĩ lại tiểu bất thông vội gọi lão tại sao lão trượng kéo mạnh quá khiến vãn hối phải rơi xuống bây giờ đến lượt lão trượng hãy kéo vãn bối lên với lão lắc đầu nguầy nguậy không được nhỡ ngươi lại lôi ta xuống thì sao tiểu bất thông cố nén giận vãn bối biết tự lượng sức sẽ không dùng quá lực như lão trượng đâu lão vẫn lắc đầu ta cũng biết tự lượng sức như ngươi vậy nhất định là không được ngươi đành phải chờ ta một lúc thôi tiểu bất thông lo lắng lão định tìm dây rừng ư mãi ở chân núi mới có mọc những loại dây rừng cần thiết lão thở dài thiểu não ta đâu nói là sẽ tìm dây rừng ta đang đói đói đến tứ chi cũng bủn rủn ta đâu còn sức lực để kéo ngươi lên ngươi hãy chờ ta tìm cái gì bỏ bụng đã biết lão cố tình dở trò tiểu bất thông bảo trong tay nải của vãn bối có chút ít lương khô nếu lão trượng không ngại chưa nói dứt lời tiểu bất thông đã nghe lão reo lên có lương khô à sao ngươi không nói sớm đâu để ta xem thử bóng lão biến mất khỏi miệng hố thay vào đó tiểu bất thông nghe tiếng sột soạt chứng tỏ lão ăn mày đang sục tìm phần lương khô trong tay nải vốn của nó không bao lâu tiểu bất thông phải bất ngờ khi nghe tiếng lão trách cứ hừ sao chỉ là những mẫu bánh khô cứng như thế này ta tuy là kẻ khất thực nhưng những thứ lương khô mà ta muốn ám chỉ đến phải là những tảng thịt rừng đã được hơ qua lửa và phải phơi thật khô những thứ này làm sao ta nuốt cho trôi đây tiểu tử vẫn phải nhẫn nhục tiểu bất thông nói vọng lên những mẫu bột đó nếu được nhúng qua nước cũng đâu phải khó nuốt lão trượng xin đừng làm khó vãn bối nữa. Đáp lại, tiểu bất thông nghe những tiếng nuốt khó khăn của lão ăn mày, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn khó nghe, ực. Nước, ta, ta, ực, ta phải đi tìm nước đây. Ôi chao, a ết ẹn ất, ta chết nghẹn mất, và tiểu bất thông liền nghe tiếng bỏ chạy của lão ăn mày. Sợ lão phải chết vì nghẹn thật sự, tiểu bất thông vội gào lên thật to, hy vọng sẽ kịp đến tai lão lão trượng cứ nhằm chân núi mà chạy đến ở đó có một dòng suối lão trượng có nghe vãn bối nói không không nghe tiếng đáp lại của lão tiểu bất thông càng thêm sợ tiểu bất thông vội đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm cách tự thoát khỏi nơi này cái hố mà lão ăn mày và bất thông rơi vào vốn sâu độ ba trượng nhưng do thời gian đất cát rơi xuống nên chỉ còn tầm hai trượng tuy khoảng cách hai trượng vẫn là quá lớn để bất thông nhảy lên nhưng bất thông đã nghĩ ra cách khác hố tuy sâu nhưng không quá rộng so với sải chân của trang tiểu bất thông bèn hít một hơi nhảy lên rang hai chân tì vào hai bên mép hố sau khi đã giữ được thăng bằng tiểu bất thông lại dùng hết sức nhảy lên lần này thì hai tay của tiểu bất thông đã bám được vào thành hố qua đó tiểu bất thông đã có thể trườn người lên trên miệng hố vốn đang lo lắng cho lão ăn mày nên vừa thò đầu lên tiểu bất thông đã định cất tiếng gọi nhưng chàng bỗng giật mình vì một bóng ảnh vụt qua trước mặt mắt của tiểu bất thông chợt hoa lên và dường như vừa có ai đó đang ngồi cách hố đất không xa nhưng bây giờ thì không còn nữa không nghĩ đó là bóng ma và càng không dám nghĩ đến những gì vừa thoáng nhìn thấy là thật tiểu bất thông sau khi thoát người khỏi miệng hố liền đưa mắt về phía chân núi võ di để kiếm tìm núi võ di là nơi tiểu bất thông từng lưu ngụ và chỉ sáng nay tiểu bất thông mới quyết định bỏ đi do đó địa hình ở chốn này đối với tiểu bất thông rất quen thuộc và tiểu bất thông không khỏi mừng thầm vì ở phía xa đúng hơn là hướng có dòng suối như lời tiểu bất thông vừa điểm chỉ lão ăn mày đang tất tả chân thấp chân cao chạy lại lão cũng đã nhìn thấy tiểu bất thông vì thế khi lên tiếng cho dù lão chưa kịp đi đến nơi Tiểu bất thông một lần nữa nghe lão trách mắng, úy. Ngươi tự leo lên được ư, hừ. Sao ngươi không chịu nói sớm cho ta biết? Báo hại, ta vừa phải vội đi tìm nơi có nước như ngươi đã chỉ, vừa phải vắt chân lên cổ để sớm quay lại với ngươi. Ngươi có biết, hí lộng một người cao niên, nhất là người ngang cùng với thúc bá của ngươi là mang tội bất kính hay không? Nhỡ ta do vội phải chạy đến đứt hơi mà chết, một mạng của ngươi đổi được mạng cả ta không, hừ lần này thay vì giận hoặc bỏ qua lời trách mắng xa xã của lão ăn mày tiểu bất thông bất chợt lạnh giọng nói với lão lão mắng đủ chưa nếu đã đủ phần lương khô của ta đâu mau trả lại đây thái độ của tiểu bất thông khiến lão ăn mày rậm chân đùng đùng như dưới chân lão là lửa đỏ thiên địa quỷ thần ơi hãy đưa mắt nhìn xuống nè Lão thì lo lắng cho y cứ vội vội vàng vàng nghĩ cách cứu y, đổi lại, y chỉ nghĩ đến chỗ lương khô của y, đời thừa nào là y có chuyện gieo ân mắc oán như vậy chứ. Hãy xuống đây mà xem nè, thiên địa quỷ thần ơi. Tiểu bất thông càng thêm lạnh giọng lão có kêu suốt ngày cũng không có trời đất nào nghe thấy cho lão. Nghe ta hỏi một lần nữa, lương khô của ta đâu, trả lại đây. Chỗ lương khô đó ta cần dùng đến chỉ ít là cho 10 ngày đi đường một mình lão không thể ăn hết ngần ấy được. Lão phùng má, giận dỗi. Muốn có đủ lực để kéo ngươi lên, ta đã dùng hết chỗ lương khô đó rồi. Xí, ngươi đừng tưởng vì lương khô của ngươi quá ngon nên ta ăn hết. Ngon gì thứ lương khô làm bằng bột vừa nhạt vừa cứng, lại còn hôi mùi ẩm mốc nữa. Tiểu bất thông nhếch môi, cười nửa miệng. Có nhạt, có mốc đối với ta vẫn ngon gấp mấy lần những thứ ta phải ngửa tay đi xin của người lão đã vất đi đâu chỉ cần lão nói ra tự ta sẽ đi nhặt lại lão vẫn không đáp ngay vào điều tiểu bất thông quan tâm trái lại lão trợn mắt giận dữ cái gì ngươi dám xiên xéo ám chỉ ta là người chỉ biết ngửa tay đi xin của ngươi hay thật nếu ta còn cường tráng như ngươi bây giờ lời nói này của ngươi nhất định xã bị ta đấm cho vỡ mặt tiểu bất thông chợt cau mặt và có phần nào áy náy ta hừ Vãn bối không hề có ý ám chỉ như vậy. Vãn bối muốn nói, nếu không có lương khô mang theo, vãn bối đâu thể ngửa tay đi xin của người. Chép miệng tiểu bất thông tiếp, thôi được. Nếu lão trượng đã ăn hết chố lương khô đó thì thôi, vãn bối cũng sẽ có cách tự lo liệu bản thân. Dứt lời, tiểu bất thông khom người nhặt lấy tay nải và rào bước bỏ đi. Thanh âm của lão ăn mày vẫn nheo nhéo bám theo, sao? ngươi muốn bỏ đi thật sao đâu dễ vậy muốn ta bỏ qua câu nói lỡ lời của ngươi ít nào ngươi cũng phải có lời xin lỗi nếu ngươi không xin lỗi ta sẽ dai dẳng bám theo ngươi và hễ gặp ai lập tức ta hô hoán lên bảo ngươi ỷ sức trẻ hiếp già một lão già như ta tiểu bất thông vẫn rảo bước lão muốn làm thế nào tùy lão lão đừng tưởng ta không biết sức của lão còn mạnh khỏe hơn ta bội phần ta không để lão gạt một lần nữa đâu. Lão dài dẳng bám theo tiểu bất thông thật. Không những thế, lão còn chu chéo, ngươi có mất trí không vậy? Một lão già như ta sao lại có sức khỏe hơn ngươi? Hay ngươi nghĩ ta vì lỡ tay làm ngươi phải rơi xuống hố nên cho ta khỏe hơn ngươi? Tiểu bất thông dừng lại và quay người về phía sau thật nhanh, ta không hề nghĩ đó là lão lỡ tay không những thế, ta còn có bằng chứng, đủ để nói lên thật sự lão còn khỏe hơn ta. Lão ăn mày có vóc hình trung bình, so với tiểu bất thông là một thiếu niên tuổi độ 16 và đang đà phát triển, cả hai có chiều cao ngang nhau. Do đó, khi tiểu bất thông quay người lại cũng vừa vặn lão ăn mày bước đến đụng mặt. Mặt lão nhăn nhăn, hai mắt hấp hái, lão căng căng mặt như thách thức tiểu bất thông. Ngươi có bằng chứng gì bảo ta có sức khỏe hơn ngươi? Tiểu bất thông cười diễu. Lão có biết, muốn chạy đi rồi quay về từ chỗ có hố đất đến nơi có dòng suối, một người đang trẻ khỏe như ta phải mất gần một canh giờ không? Đã vậy, không những lão kịp đi và về trong khoảng thời gian ít hơn một canh giờ, lão còn đủ thời gian để dùng hết chỗ lương khô phải năm bảy người cùng ăn mới hết. Lão nói đi, không khỏe hơn ta, điều này làm sao xảy ra? Lão cười hì hì, do vội cứu ngươi đương nhiên ta phải chạy cật lực và chạy cho thật nhanh rồi. Còn nữa, chỗ lương khô kia, hì hì, ta làm sao ăn hết? Tiểu Bất Thông liền xòe tay ra, lão không ăn hết vậy là lão vẫn còn cất giữ trong người. Đưa đây, sau khi đưa ra, lão đường lão ta đường ta ta và lão hết ân hết nợ. Lão nhăn nhó, đương nhiên là ta hãy còn cất giữ nhưng không lẽ ngươi không tặng hết cho ta gọi là lễ phật đền ân đền ân lão có ân gì bảo ta phải đền lão cười nham nhở còn ân gì nếu không là ân ta cứu ngươi lão cứu ta hồi nào lão chun mũi ta có ý định cứu ngươi đúng chưa vì muốn cứu ngươi ta cần phải có sức ta đã ăn một ít lương khô của ngươi đúng chưa do vội ta bị nghẹn và suýt chết đúng chưa rồi cũng do ngươi chỉ ta phải ba chân bốn cẳng chạy đến suối nước sau đó phải vội chạy về bao nhiêu đó công sức ta đã bỏ ra có lý nào không đáng cho ngươi phải có hành vi gì cụ thể đáp tạ tiểu bất thông lùi lại tránh xa lão ăn mày sau đó vừa quay lưng vừa tiếp tục bước đi tiểu bất thông bảo được rồi ta cứu lão lão không tính lão chỉ muốn tính với ta về hành vi lão chỉ mới có ý định và chưa thực hiện lão muốn giữ chỗ lương khô còn lại tùy lão cứ kể như ta không hề có là xong cáo biệt lão ăn mày đuổi theo ê ê nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ đây này ta chia cho ngươi nửa phần lương khô gọi là đền ân ngươi đã kéo ta lên khỏi hố đất tiểu bất thông đi nhanh hơn lão cứ giữ hết cho lão quân tử thì ân bất cần báo ta tuy bé nhưng vẫn biết rõ điều đó lão không phải bận tâm và cũng đừng bám theo ta nữa nhưng ở phía sau bỗng có tiếng kêu kinh hoàng của lão ăn mày ôi chao cứu ta với tiểu tử nhanh lên hãy cứu ta nào tiểu tử tuy ngờ đây là trò đùa của lão nhưng do tâm tính nhân hậu tiểu bất thông nhan nhó quay lại lão đừng đùa nữa mà chỉ mới nói đến đây tiểu bất thông phải dừng lời và nhanh thật nhanh tiểu bất thông chạy đến với lão Lão ăn mày đang trợn tròn hai mắt, sợ hãi nhìn một con rắn với thân hình mang màu hồng óng ánh cứ chập chờn chuẩn bị mổ vào lão. Lúc Tiểu Bất Thông chạy đến cũng là lúc con rắn phóng người lao nhanh vào lão ăn mày. Vù, nhưng Tiểu Bất Thông đã nhanh hơn và kịp chộp vào đuôi con rắn. Vốn quen xử trí với những tình huống tương tự, Tiểu Bất Thông vẫn giữ chặt đuôi rắn và quay tít thành nhiều vòng trên không. Ảo Ào, lượng đã đủ, Tiểu Bất Thông bèn theo đà quay quật luôn thân hình con rắn vào nền đất cứng thật mạnh. Bộp, lập tức có tiếng thở phào của lão ăn mày vang lên, đa tạ trời Phật. Nếu không có ngươi, Tiểu Bất Thông vụt đưa ngón tay lên môi, lão trượng đừng vội lên tiếng. Lão ăn mày trợn to hai mắt, có ý giận dữ. Và trước khi lão mấp máy môi định mở miệng quát mắng vì hành vi của Tiểu Bất Thông là quá phi lý lão bỗng nín im và đưa mắt nhìn thái độ kỳ quặc của tiểu bất thông đang cẩn trọng khom người và từ từ tiến đến một bụi cây um tùm cách đó không xa lão ăn mày kinh nghi cũng lò dò bước khẽ theo chân tiểu bất thông đang chú tâm dõi nhìn vào bụi cây tiểu bất thông suýt nữa giật mình vì nghe thanh âm của lão ăn mày rót nhẹ vào tai còn một con nữa sao tiểu tử tiểu bất thông khẽ nhăn mặt quay lại nhìn lão lũ rắn này thường đi thành đôi con còn lại thường nguy hiểm đó. Hoảng sợ, lão ăn mày nhảy lùi về phía sau thật nhanh. Tiếng động do lão ăn mày gây ra không ngờ đã che lấp đi tiếng động sột soạt thật khẽ phát ra từ giữa bụi cây. Vì không nghe được tiếng động này, tiểu bất thông hoàn toàn bất ngờ khi có một ánh hồng óng ánh từ giữa bụi cây lao ra. Vù, kinh tâm, tiểu bất thông vội khom người và ánh hồng kia cứ thế lao vượt qua mặt tiểu bất thông vù, nhìn thấy ánh hồng kia sau khi lao sượt qua tiểu bất thông đang vun vút lao về phía mình, lão ăn mày kinh hoàng kêu lên bài hại, ôi chao. Không ngờ chỉ vì một chú sơ tâm đã gây ra mối kinh hoàng có thể dẫn đến cái chết cho lão ăn mày, tiểu bất thông dùng hết sức trồm người theo và tìm cách chộp vào đuôi con rắn thứ hai. Chính lúc nắm được đuôi rắn, mắt của Tiểu Bất Thông bỗng hoa lên và hình ảnh của một nắm tay uy dũng lẫn cái đầu hình ba góc của con rắn cứ loang loáng trước mặt Tiểu Bất Thông. Không kịp nhận định rõ nắm tay kia là của ai và tại sao con rắn phải quay đầu trở lại, Tiểu Bất Thông liền có cảm nhận ở khuỷu tay chợt đau nhói. Phập, biết đã bị rắn cắn, Tiểu Bất Thông cố nhịn đau, cố quật con rắn xuống nền đất nhưng nắm tay kia một lần nữa lại xuất hiện và một lực đạo uy mãnh liền dồn dập đổ vào thân hình nhỏ bé của con rắn. Ào, ào, vào lúc này, do đã nhận ra nắm tay kia là của ai, tiểu bất thông kinh hoàng kêu lên vội vã, đừng giết con rắn. Vãn bối cần sinh mạng của nó. Có phần muộn, tiếng kêu của tiểu bất thông vừa dứt tiếng thì tiếng kinh lực quật vào thân rắn cũng vang lên. Bình đưa mắt nhìn và phát hiện thân rắn hãy còn ngo ngoe, chưa chết hẳn, tiểu bất thông bất kể thân hình đang cứng dần, vội chộp vào con rắn và đưa lên miệng. Lão ăn mày thất kinh, này, đó là độc xà. Người mà ăn nó tất phải vong mạng. Tiểu bất thông không những bỏ ngoài tai lời nói của lão ăn mày mà còn cả quyết ngoạm một cái thật mạnh vào thân rắn, đúng vào chỗ chỉ cách đầu rắn độ một gang tay miệng dính đầy máu rắn, tiểu bất thông sau khi ném bỏ con rắn sang một bên cứ thế mà kêu lão ăn mày, lão trượng hãy, hừ, hừ, hãy nhặt con rắn khi nãy và, hừ, hừ, đưa cho vãn. Hừ, hai mắt tiểu bất thông bỗng trợn ngược và lập tức ngã vật qua một bên, hôn mê trầm trầm. trương Nam, trốn hoang sơ gặp lão ăn mày một già một trẻ đùa bỡn nhau. Nghe chọn bộ tại mê audio.com, ới, có ai không? làm ơn cứu lão với. Thoạt đầu tiểu bất thông mài cắm cúi bước đi trong tâm trạng thất vọng não nề nên dường như không nghe thấy lời cầu cứu này. Nhưng một lúc sau, do tiếng kêu càng lúc càng lớn và vì ở một khoảng cách khá gần, tiểu bất thông phải động tâm chạy đến. Tiếng kêu một lần nữa vang lên và lần này cho biết đích xác địa điểm phát ra tiếng gọi khẩn trương kia, có người nào không? hãy mở lượng hải hà làm ơn làm phúc đưa lão thoát khỏi nơi quái quỷ này có ai không vất bỏ tay nải là hành trang duy nhất qua một bên tiểu bất thông vội khom người dùng tay vạch những cành lá um tùm của bụi cây dại đang che kín nơi vừa phát ra những thanh âm kêu cứu tiếng cành lá lao sao làm cho ở bên dưới phấn khích và càng kêu gào nhiều hơn tiên thần thánh phật ơi may quá có người đến rồi ân nhân ơi ân nhân làm ơn đưa lão lên khỏi nơi hôi hám này. Chào ôi, kêu đến khản giọng rốt cuộc cũng có người nghe thấy. Nam Mô A Di Đà Phật Khi những cành lá um tùm đã bị tiểu bất thông vừa bẻ vừa vén qua một bên, một hố đất khá sâu liền lộ rõ. Qua đó, tiểu bất thông nhìn thấy một lão ăn mày chẳng hiểu đi đứng thế nào lại rơi đúng vào hố đất. Lão cũng nhìn thấy một tiểu bất thông nên mừng rỡ xua tay loạn xạ tiểu oa nhi ngươi còn chờ gì nữa không giúp ta leo lên chỗ quái quỷ này đưa mắt ước lượng độ sâu của hố đất tiểu bất thông vội trấn an lão hố đất này là do bọn hiệp bộ quanh đây đào để bẫy thú tuy lâu không dùng đến nhưng hố hãy còn khá sâu lão trượng cứ yên tâm và chờ vãn bối thêm một lúc nữa vãn bối lập tức đi tìm lão ăn mày xem ra có tính khí thật nóng này lão thét toáng lên người định đùa hay sao mà bảo ta phải yên tâm và cứ ở dưới này chờ đợi. Nghe đây, tuy ta chưa đủ già để làm nội tổ của ngươi nhưng chỉ ít cũng là bậc cao niên, ngữ ngươi có làm nhi tử của ta vẫn chưa xứng. Ngươi dám nói những lời như vậy không nếu người rơi xuống hố đất quái quỷ này không phải ta mà là phụ thân ngươi. Ngươi có muốn chờ thì cứ xuống đây mà chờ chưa từng gặp qua người nào đáng lý phải có lời mềm mỏng van xin thì lại có những lời quát tháo trịch thượng như lão ăn mày này tiểu bất thông tức giận phủi tay đứng lên có muốn mắng ít ra lão trượng cũng phải có cái nhìn thông tình đạt lý mới đúng hố đất sâu như thế này nếu vãn bối không có những vật dụng cần thiết như một sợi dây rừng hoặc một nhánh cây tương đối dài chẳng hạn vãn bối dù muốn kéo lão trượng lên cũng vô phương lão trượng không muốn chờ cũng phải chờ sợ tiểu bất thông vì quá giận sẽ bỏ đi lão ăn mày vội đổi giọng là lão không đúng xin tiểu hữu đừng giận đổi lại là tiểu hữu nếu phải kêu gào gần hai canh giờ như lão có lẽ tiểu hữu hoảng sợ và có những lời thất ngôn như lão thôi tiểu hữu đừng bỏ đi hãy giúp lão với tiểu bất thông vừa cười vừa lắc đầu có đi vãn bối chỉ tìm vật dụng nào đó thôi vãn bối đâu nỡ thấy lão trượng lâm nạn mà không cứu lập tức, lão ăn mày lại nỗi đóa ngốc ơi là ngốc. Ngươi cần gì phải đi tìm những vật dụng gì đó như ngươi nói. Nghe này, chỉ cần ngươi cố khom người xuống và đưa tay ra cho ta. Ta tuy già nhưng không lẽ không thể nhảy lên và nắm được tay ngươi sao? Đó là phương cách dễ nhất và mau lẹ nhất, không lẽ ngươi không nghĩ ra? Tiểu bất thông thở dài, như muốn dùng tiếng thở dài này để giải tỏa bớt những nỗi hậm hực vì cứ bị lão ăn mày mắng và mắng phi lý, lão trượng có biết làm như thế là rất mạo hiểm không? Nhỡ vãn bối không đủ lực để kéo lão trượng lên, ngược lại còn bị lão trượng lôi luôn xuống dưới, khi đó chẳng phải hai người chúng ta cùng lâm nạn như nhau sao? Lão ăn mày dẫm chân giận dữ, rơi làm sao được mà rơi? có chăng chỉ vì ngươi không có khí phách như một nam tử hán đại trượng phu đích thực nên ngươi mới cho đây là hành động mạo hiểm xem ngươi thế này mà lại kém đởm lược chẳng khác nào bọn nữ nhi liệu yếu đào tơ tuy bị khích nộ nhưng tiểu bất thông vẫn mỉm cười lão trượng muốn nói thế nào cũng được những gì vãn bối tự cho là đúng vãn bối cứ thế mà làm lúc này đâu phải là lúc mạo hiểm chỉ để được tiếng đởm lược hơn người thấy tiểu bất thông xoay người bỏ đi thật, lão ăn mày một lần nữa van xin. Người đừng bỏ đi, là lão không đúng, lão hoàn toàn sai. Hãy quay lại cứu lão với. Lão sẽ gọi ngươi là tiểu gia, à không, sẽ gọi là đại gia, đại đại gia. Tiểu bất thông bất ngờ quay người lại. Nếu vãn bối đưa tay xuống liệu lão trượng có đủ lực để nhảy lên không? Lão cả mừng, ngươi không đi tìm những vật dụng gì đó như vừa nói sao? tiểu bất thông lắc đầu vãn bối đã kịp nhìn qua địa hình nơi đây rồi không thể dễ dàng tìm một mẫu dây rừng hay một nhánh cây tương đối vững chắc đành phải dùng theo phương cách lão trượng vừa nói vậy lão tuét miệng cười thì ta đã bảo mà người yên tâm nhảy lên khỏi hố đất này chưa biết ra sao nhưng để nhảy lên và nắm đúng tay ngươi ta tự tin là ta làm được tiểu bất thông sau khi nằm phục xuống đất và chồm gần nửa người vào miêng hố vừa đưa tay xuống thật sâu thật hết tầm với miệng vừa bảo lão trượng không nên dùng lực nhiều chỉ cần nắm được tay vãn bối là đủ đến lúc đó vãn bối sẽ lựa thế tìm cách kéo lão trượng lên tiểu bất thông vừa dứt lời đã nghe lão ăn mày hét lên một tiệng thất dũng mãnh lên này lập tức tay của tiểu bất thông liền bị lão nắm chặt và không hiểu lão đã làm cách nào mà thân hình của tiểu bất thông tuy bị lôi mạnh xuống dưới nhưng phần lão thì cứ thoăn thoát leo lên khỏi hố đất. Đến lúc tiểu bất thông nhận ra sự thế thì, huyệt, có rơi vào hố đất tiểu bất thông mới hiểu tại sao lão ăn mày đã gọi đây là nơi hôi hám. Nhìn bãi phân vừa vô tình đạp vào tiểu bất thông nhăn mặt và không hiểu đây là phân người hay phân thú lúc đó từ bên trên có chàng cười của lão ăn mày vọng xuống đấy ta đã bảo mà nơi này đúng là nơi hôi hám nếu ngươi đừng nhắm mắt nhắm mũi thì đâu đã dẫm phải bãi phân kia nhìn ngươi nhăn nhó thật tức cười ha ha nghe lão cười tiểu bất thông suýt nữa buột miệng thóa mạ kịp nghĩ lại tiểu bất thông vội gọi lão tại sao lão trượng kéo mạnh quá khiến vãn hối phải rơi xuống bây giờ đến lượt lão trượng hãy kéo vãn bối lên với lão lắc đầu nguầy nguậy không được nhỡ ngươi lại lôi ta xuống thì sao tiểu bất thông cố nén giận vãn bối biết tự lượng sức sẽ không dùng quá lực như lão trượng đâu lão vẫn lắc đầu ta cũng biết tự lượng sức như ngươi vậy nhất định là không được ngươi đành phải chờ ta một lúc thôi tiểu bất thông lo lắng lão định tìm dây rừng ư mãi ở chân núi mới có mọc những loại dây rừng cần thiết lão thở dài thiểu não ta đâu nói là sẽ tìm dây rừng ta đang đói đói đến tứ chi cũng bủn rùn ta đâu còn sức lực để kéo ngươi lên ngươi hãy chờ ta tìm cái gì bỏ bụng đã biết lão cố tình dở trò tiểu bất thông bảo trong tay nải của vãn bối có chút ít lương khô nếu lão trượng không ngại chưa nói dứt lời tiểu bất thông đã nghe lão reo lên có lương khô à sao ngươi không nói sớm đâu để ta xem thử bóng lão biến mất khỏi miệng hố thay vào đó tiểu bất thông nghe tiếng sột soạt chứng tỏ lão ăn mày đang sục tìm phần lương khô trong tay nải vốn của nó không bao lâu tiểu bất thông phải bất ngờ khi nghe tiếng lão trách cứ hừ sao chỉ là những mẫu bánh khô cứng như thế này Ta tuy là kẻ khất thực nhưng những thứ lương khô mà ta muốn ám chỉ đến phải là những tảng thịt rừng đã được hơ qua lửa và phải phơi thật khô. Những thứ này làm sao ta nuốt cho trôi đây, tiểu tử. Vẫn phải nhẫn nhục tiểu bất thông nói vọng lên, những mẫu bột đó nếu được nhúng qua nước cũng đâu phải khó nuốt. Lão trượng xin đừng làm khó vãn bối nữa. Đáp lại, tiểu bất thông nghe những tiếng nuốt khó khăn của lão ăn mày, kèm theo là những tiếng nấc nghẹn khó nghe, ực nước, ta ta, ực, ừ, ta phải đi tìm nước đây. Ôi chao, a ết ẹn ất, ta chết nghẹn mất, và tiểu bất thông liền nghe tiếng bỏ chạy của lão ăn mày. Sợ lão phải chết vì nghẹn thật sự, tiểu bất thông vội gào lên thật to, hy vọng sẽ kịp đến tai lão. Lão trượng cứ nhằm chân núi mà chạy đến. Ở đó có một dòng suối. Lão trượng có nghe vãn bối nói không? không nghe tiếng đáp lại của lão tiểu bất thông càng thêm sợ tiểu bất thông vội đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm cách tự thoát khỏi nơi này cái hố mà lão ăn mày và bất thông rơi vào vốn sâu độ ba trượng nhưng do thời gian đất cát rơi xuống nên chỉ còn tầm hai trượng tuy khoảng cách hai trượng vẫn là quá lớn để bất thông nhảy lên nhưng bất thông đã nghĩ ra cách khác hố tuy sâu nhưng không quá rộng so với sải chân của trang tiểu bất thông bèn hít một hơi nhảy lên, giang hai chân tì vào hai bên mép hố. Sau khi đã giữ được thăng bằng, tiểu bất thông lại dùng hết sức nhảy lên. Lần này thì hai tay của tiểu bất thông đã bám được vào thành hố, qua đó tiểu bất thông đã có thể trườn người lên trên miệng hố. Vốn đang lo lắng cho lão ăn mày nên vừa thò đầu lên tiểu bất thông đã định cất tiếng gọi. Nhưng chàng bỗng giật mình vì một bóng ảnh vụt qua trước mặt. Mắt của Tiểu Bất Thông chợt hoa lên và dường như vừa có ai đó đang ngồi cách hố đất không xa nhưng bây giờ thì không còn nữa. Không nghĩ đó là bóng ma và càng không dám nghĩ đến những gì vừa thoáng nhìn thấy là thật. Tiểu Bất Thông sau khi thoát người khỏi miệng hố liền đưa mắt về phía chân núi Võ Di để kiếm tìm. Núi Võ Di là nơi Tiểu Bất Thông từng lưu ngụ và chỉ sáng nay Tiểu Bất Thông mới quyết định bỏ đi, do đó địa hình ở chốn này đối với Tiểu Bất Thông rất quen thuộc và tiểu bất thông không khỏi mừng thầm vì ở phía xa đúng hơn là hướng có dòng suối như lời tiểu bất thông vừa điểm chỉ lão ăn mày đang tất tả chân thấp chân cao chạy lại lão cũng đã nhìn thấy tiểu bất thông vì thế khi lên tiếng cho dù lão chưa kịp đi đến nơi tiểu bất thông một lần nữa nghe lão trách mắng úy ngươi tự leo lên được ư hừ sao ngươi không chịu nói sớm cho ta biết báo hại ta vừa phải vội đi tìm nơi có nước như ngươi đã chỉ vừa phải vắt chân lên cổ để sớm quay lại với ngươi ngươi có biết hí lộng một người cao niên nhất là người ngang cùng với thúc bá của ngươi là mang tội bất kính hay không nhỡ ta do vội phải chạy đến đứt hơi mà chết một mạng của ngươi đổi được mạng cả ta không hử lần này thay vì giận hoặc bỏ qua lời trách mắng xa xã của lão ăn mày tiểu bất thông bất chợt lạnh giọng nói với lão lão mắng đủ chưa nếu đã đủ, phần lương khô của ta đâu, mau trả lại đây. Thái độ của tiểu bất thông khiến lão ăn mày rậm chân đùng đùng như dưới chân lão là lửa đỏ, thiên địa quỷ thần ơi, hãy đưa mắt nhìn xuống nè. Lão thì lo lắng cho y cứ vội vội vàng vàng nghĩ cách cứu y, đổi lại, y chỉ nghĩ đến chỗ lương khô của y, đời thừa nào lại y có chuyện gieo ân mắc oán như vậy chứ. Hãy xuống đây mà xem nè, thiên địa quỷ thần ơi tiểu bất thông càng thêm lạnh giọng lão có kêu suốt ngày cũng không có trời đất nào nghe thấy cho lão. Nghe ta hỏi một lần nữa, lương khô của ta đâu, trả lại đây. Chỗ lương khô đó ta cần dùng đến chỉ ít là cho 10 ngày đi đường. Một mình lão không thể ăn hết ngần ấy được. Lão phùng má, giận dỗi. Muốn có đủ lực để kéo ngươi lên, ta đã dùng hết chỗ lương khô đó rồi. Xí! Sí. Người đừng tưởng vì lương khô của ngươi quá ngon nên ta ăn hết. Ngon gì thứ lương khô làm bằng bột vừa nhạt vừa cứng, lại còn hôi mùi ẩm mốc nữa. Tiểu bất thông nhếch môi, cười nửa miệng. Có nhạt, có mốc đối với ta vẫn ngon gấp mấy lần những thứ ta phải ngửa tay đi xin của người. Lão đã vất đi đâu? Chỉ cần lão nói ra tự ta sẽ đi nhặt lại. Lão vẫn không đáp ngay vào điều tiểu bất thông quan tâm trái lại, lão trợn mắt giận dữ, cái gì? Người dám xiên xéo ám chỉ ta là người chỉ biết ngửa tay đi xin của ngươi. Hay thật, nếu ta còn cường tráng như ngươi bây giờ, lời nói này của ngươi nhất định xã bị ta đấm cho vỡ mặt. Tiểu bất thông chợt cau mặt và có phần nào áy náy, ta, hừ. Vãn bối không hề có ý ám chỉ như vậy. Vãn bối muốn nói, nếu không có lương khô mang theo, vãn bối đâu thể ngửa tay đi xin của ngươi chép miệng tiểu bất thông tiếp, thôi được. Nếu lão trượng đã ăn hết chố lương khô đó thì thôi, vãn bối cũng sẽ có cách tự lo liệu bản thân. Dứt lời, tiểu bất thông khom người nhặt lấy tay nải và rào bước bỏ đi. Thanh âm của lão ăn mày vẫn nheo nhéo bám theo, sao? Người muốn bỏ đi thật sao? Đâu dễ vậy, muốn ta bỏ qua câu nói lỡ lời của ngươi ít nào ngươi cũng phải có lời xin lỗi nếu ngươi không xin lỗi ta sẽ dai dẳng bám theo ngươi và hễ gặp ai lập tức ta hô hoán lên bảo ngươi ỷ sức trẻ hiếp già một lão già như ta tiểu bất thông vẫn rảo bước lão muốn làm thế nào tùy lão lão đừng tưởng ta không biết sức của lão còn mạnh khỏe hơn ta bội phần ta không để lão gạt một lần nữa đâu lão dai dẳng bám theo tiểu bất thông thật không những thế lão còn chu chéo ngươi có mất trí không vậy một lão già như ta sao lại có sức khỏe hơn ngươi hay ngươi nghĩ ta vì lỡ tay làm ngươi phải rơi xuống hố nên cho ta khỏe hơn ngươi tiểu bất thông dừng lại và quay người về phía sau thật nhanh ta không hề nghĩ đó là lão lỡ tay không những thế ta còn có bằng chứng đủ để nói lên thật sự lão còn khỏe hơn ta lão ăn mày có vóc hình trung bình, so với tiểu bất thông là một thiếu niên tuổi độ 16 và đang đà phát triển, cả hai có chiều cao ngang nhau. Do đó, khi tiểu bất thông quay người lại cũng vừa vặn lão ăn mày bước đến đụng mặt. Mặt lão nhăn nhăn, hai mắt hấp hái, lão cân cân mặt như thách thức tiểu bất thông. Ngươi có bằng chứng gì bảo ta có sức khỏe hơn ngươi? Tiểu bất thông cười diễu lão có biết muốn chạy đi rồi quay về từ chỗ có hố đất đến nơi có dòng suối một người đang trẻ khỏe như ta phải mất gần một canh giờ không đã vậy không những lão kịp đi và về trong khoảng thời gian ít hơn một canh giờ lão còn đủ thời gian để dùng hết chỗ lương khô phải năm bảy người cùng ăn mới hết lão nói đi không khỏe hơn ta điều này làm sao xảy ra lão cười hì hì do vội cứu ngươi đương nhiên ta phải chạy cật lực và chạy cho thật nhanh rồi còn nữa chỗ lương khô kia hì hì ta làm sao ăn hết tiểu bất thông liền xòe tay ra lão không ăn hết vậy là lão vẫn còn cất giữ trong người đưa đây sau khi đưa ra lão đường lão ta đường ta ta và lão hết ân hết nợ lão nhan nhó đương nhiên là ta hãy còn cất giữ nhưng không lẽ ngươi không tặng hết cho ta gọi là lễ vật đền ân đền ân lão có ân gì bảo ta phải đền lão cười nham nhở còn ân gì nếu không là ân ta cứu ngươi lão cứu ta hồi nào lão chun mũi ta có ý định cứu ngươi đúng chưa vì muốn cứu ngươi ta cần phải có sức ta đã ăn một ít lương khô của ngươi đúng chưa do vội ta bị nghẹn và suýt chết đúng chưa rồi cũng do ngươi chỉ ta phải ba chân bốn cẳng chạy đến suối nước sau đó phải vội chạy về bao nhiêu đó công sức ta đã bỏ ra có lý nào không đáng cho ngươi phải có hành vi gì cụ thể đáp tạ tiểu bất thông lùi lại tránh xa lão ăn mày sau đó vừa quay lưng vừa tiếp tục bước đi tiểu bất thông bảo được rồi ta cứu lão lão không tính lão chỉ muốn tính với ta về hành vi lão chỉ mới có ý định và chưa thực hiện lão muốn giữ chỗ lương khô còn lại tùy lão cứ kể như ta không hề có là xong cáo biệt lão ăn mày đuổi theo ê ê nhờ ngươi nhắc ta mới nhớ đây này ta chia cho ngươi nửa phần lương khô gọi là đền ân ngươi đã kéo ta lên khỏi hố đất tiểu bất thông đi nhanh hơn lão cứ giữ hết cho lão quân tử thì ân bất cần báo ta tuy bé nhưng vẫn biết rõ điều đó lão không phải bận tâm và cũng đừng bám theo ta nữa nhưng ở phía sau bỗng có tiếng kêu kinh hoàng của lão ăn mày ôi chao cứu ta với tiểu tử nhanh lên hãy cứu ta nào tiểu tử tuy ngờ đây là trò đùa của lão nhưng do tâm tính nhân hậu tiểu bất thông nhan nhó quay lại lão đừng đùa nữa mà chỉ mới nói đến đây tiểu bất thông phải dừng lời và nhanh thật nhanh tiểu bất thông chạy đến với lão lão ăn mày đang trợn tròn hai mắt sợ hãi nhìn một con rắn với thân hình mang màu hồng óng ánh cứ chập trờn chuẩn bị mổ vào lão Lúc tiểu bất thông chạy đến cũng là lúc con rắn phóng người lao nhanh vào lão ăn mày. Vù, nhưng, tiểu bất thông đã nhanh hơn và kịp chộp vào đuôi con rắn. Vốn quen xử trí với những tình huống tương tự, tiểu bất thông vẫn giữ chặt đuôi rắn và quay tít thành nhiều vòng trên không? Ào, ào, lượng đã đủ, tiểu bất thông bèn theo đà quay, quật luôn thân hình con rắn vào nền đất cứng thật mạnh. Bộp lập tức có tiếng thở phào của lão ăn mày vang lên đa tạ trời phật nếu không có ngươi tiểu bất thông vụt đưa ngón tay lên môi lão trượng đừng vội lên tiếng lão ăn mày trợn to hai mắt có ý giận dữ và trước khi lão mấp máy môi định mở miệng quát mắng vì hành vi của tiểu bất thông là quá phi lý lão bỗng nín im và đưa mắt nhìn thái độ kỳ quặc của tiểu bất thông đang cẩn trọng khom người và từ từ tiến đến một bụi cây um tùm cách đó không xa lão ăn mày kinh nghi cũng lò dò bước khẽ theo chân tiểu bất thông đang chú tâm dõi nhìn vào bụi cây tiểu bất thông suýt nữa giật mình vì nghe thanh âm của lão ăn mày rót nhẹ vào tai còn một con nữa sao tiểu tử tiểu bất thông khẽ nhăn mặt quay lại nhìn lão lũ rắn này thường đi thành đôi con còn lại thường nguy hiểm đó hoảng sợ lão ăn mày nhảy lùi về phía sau thật nhanh tiếng động do lão ăn mày gây ra không ngờ đã che lấp đi tiếng động sột soạt thật khẽ phát ra từ giữa bụi cây vì không nghe được tiếng động này tiểu bất thông hoàn toàn bất ngờ khi có một ánh hồng óng ánh từ giữa bụi cây lao ra vù kinh tâm tiểu bất thông vội khom người và ánh hồng kia cứ thế lao vượt qua mặt tiểu bất thông vù nhìn thấy ánh hồng kia sau khi lao sượt qua tiểu bất thông đang vun vút lao về phía mình lão ăn mày kinh hoàng kêu lên bài hại ôi chao không ngờ chỉ vì một chú sơ tâm đã gây ra mối kinh hoàng có thể dẫn đến cái chết cho lão ăn mày, tiểu bất thông dùng hết sức trồm người theo và tìm cách chộp vào đuôi con rắn thứ hai. Chính lúc nắm được đuôi rắn, mắt của tiểu bất thông bỗng hoa lên và hình ảnh của một nắm tay uy dũng lẫn cái đầu hình ba góc của con rắn cứ loang loáng trước mặt tiểu bất thông không kịp nhận định rõ nắm tay kia là của ai và tại sao con rắn phải quay đầu trở lại, tiểu bất thông liền có cảm nhận ở khuỷu tay chợt đau nhói. Phập, biết đã bị rắn cắn, tiểu bất thông cố nhịn đau, cố quật con rắn xuống nền đất. Nhưng nắm tay kia một lần nữa lại xuất hiện và một lực đạo uy mãnh liền dồn dập đổ vào thân hình nhỏ bé của con rắn. Ào! Ào, vào lúc này, do đã nhận ra nắm tay kia là của ai, tiểu Bất Thông kinh hoàng kêu lên vội vã, "Đừng giết con rắn." Vãn bối cần sinh mạng của nó. Có phần muộn, tiếng kêu của tiểu Bất Thông vừa dứt tiếng thì tiếng kinh lực quật vào thân rắn cũng vang lên. Bình đưa mắt nhìn và phát hiện thân rắn hãy còn ngo ngoe, chưa chết hẳn, tiểu Bất Thông bất kể thân hình đang cứng dần, vội chộp vào con rắn và đưa lên miệng lão ăn mày thất kinh, này, đó là độc xà. Người mà ăn nó tất phải vong mạng. Tiểu bất thông không những bỏ ngoài tai lời nói của lão ăn mày mà còn cả quyết ngoạm một cái thật mạnh vào thân rắn, đúng vào chỗ chỉ cách đầu rắn độ một gang tay. Miệng dính đầy máu rắn, tiểu bất thông sau khi ném bỏ con rắn sang một bên cứ thế mà kêu lão ăn mày, lão trượng hãy, hừ, hừ, hừ hãy nhặt con rắn khi nãy và, hừ, hừ, đưa cho vãn. Hừ. Hai mắt tiểu bất thông bỗng trợn ngược và lập tức ngã vật qua một bên, hôn mê trầm trầm.